Trở lại với cuồng sống của cuộc sống từ sau chuyến đi, giám đốc TX Selby đã chính thức tái xuất trở lại và lợi hại hơn xưa. Thế nhưng về cơ bản thì anh vẫn thế, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một con người lạnh lùng. Lời nói thì độc địa như một lưỡi dao được bao bọc bởi một thanh âm nhẹ nhàng từ tốn, nhưng đủ để làm người khác cảm thấy khiếp sợ. Và sự kiêu ngạo đặc trưng của kiểu người đã quen với bản tính cai trị, được truyền từ đời này sang đời khác. Và khi tổng hợp lại tất cả những điều đó, nó cũng không thể che lấp đi được cách cư xử thận trọng và cử chỉ nghiêm túc của hoàng thái tử Chebon, tae Selby, cháu trai của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn Tykai. Tôi xin báo cáo lịch trình tiếp theo ạ, à. một lúc nữa 5 giờ chiều, giám đốc có hẹn ăn trưa cùng với giám đốc Kim Jun-gu của công ty N. Sau bữa ăn lúc 8 giờ tối, tôi đã đặt trước chỗ spa à mà anh đã yêu cầu. Tôi biết rồi, từ sau chuyến đi, sự lạnh nhạt như đã biến anh trở thành con người khác. Có thể là nó khác trước lúc đi chơi thôi, thế nhưng, cái thái độ của anh nó làm cô có chút không quen. Giám đốc, anh ấy dường như đã lạnh lùng hơn so với một T. Excelby của ngày trước gấp vài lần. Nhưng mà cái khoảng khắc đó chỉ là mình nằm mơ thôi sao? Hừm, chắc không phải đâu. Vì vốn dĩ giám đốc T. Excelby đã là con người như vậy mà. Từ sau khi buổi họp kết thúc, Excelby phải thường xuyên di chuyển bằng xe để đến các nơi khác nhau để làm các hoạt động có trong kế hoạch và anh cũng phải tận dụng thời gian đó để ngồi làm việc trong xe. Thế nhưng, sự tập trung của anh nó cứ vẫn không thể giữ vững nổi bởi vì hướng mắt của anh nó lúc nào cũng vô thức nhìn cô. Cho dù đó chỉ là sau ót của cô, và cô cũng chỉ đang tập trung làm việc và chẳng hề để ý gì đến anh. Giám đốc, tôi xin phép bắt đầu lịch trình hôm nay. Cô đột nhiên quay xuống làm anh phải vội giả vờ quay đi. Ừm, cô nói đi. Hai, giật cả mình. Dạ vâng, theo như lịch trình thì 10 giờ sáng nay, giám đốc sẽ báo cáo công việc ở trụ sở chính. 12 giờ, sau khi ăn trưa với giám đốc Lee Jong-gook thì sẽ di chuyển đến. Min Ki-ung cứ miệt mài báo cáo lịch trình với thái độ vô cùng tươi tắn và tích cực, nhưng còn đối với anh, sự tích cực đó khiến anh càng lúc càng trở nên khó chịu. Cô ấy thực sự rất chăm chỉ nhỉ, kể cả lúc đó cũng vậy. Ưm, um, em đang đi công việc với công ty hạ. Công việc, cô ấy nói đó là công việc. Hừng, nếu cô đã thích công việc đến thế, thì tôi sẽ cho cô làm cả đời. Sự cay cú tăng lên tới đỉnh điểm, thế nên, với những điều anh đã nói ra, thì anh đây chắc sẽ làm. Hãy sắp xếp lại cho tôi tất cả các tài liệu này cho đến trước cuộc họp ngày mai. Nhớ rõ, là toàn bộ chỗ này, cô đã rõ chưa? Rõ ràng là mang tiếng là công việc, thế nhưng thực chất nó lại là cái cớ để anh làm khó cô. Vâng, tôi đã biết rồi thưa giám đốc. Dù có thể đi chăng nữa, thì như đó cũng chẳng làm khó được cô. Hừng, không rõ ràng gì cả. Cô hãy sắp xếp cho đoàn hoàng rồi mang đến đây. Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp lại. Vẫn là cái điệu bộ bình tĩnh đó cô đồng ý chấp nhận hết mọi ý kiến của cấp trên xem lại thì thấy bản gốc còn tốt hơn của cô nên cô cứ xuất file trước khi chỉnh sửa đi vâng tôi sẽ làm ngay ạ à. và ngay cả khi anh cố ý làm khó dễ và tạo bức xúc cho cô thì cô vẫn giữ nguyên cái biểu cảm bình tĩnh đó mặc dù tôi đã yêu cầu làm rất nhiều việc trong một tuần qua nhưng giọng nói và biểu cảm của kang min kyung vẫn không hề dao động dẫu tôi cũng biết đây là bộ dạng không hề khác với trước đây của cô ấy nhưng mà tôi bực bội quá tối đó Phó phòng Kang Min Kyung lại gõ phòng làm việc anh như một thói quen. Thưa giám đốc, bữa tối tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ. À. Đây là cháo nấm risotto và nước ép mầm lúa mì của nhà hàng ép. Tôi đã chuẩn bị nó thay cho món salad đấy ạ. À. Mọi thứ được cô chuẩn bị rất chỉnh chu, đến cả anh cũng chẳng biết nào nào để bắt bể cô cho được. Hừng, món ăn mình thích ở nhà hàng hay đến đây mà. Cô ấy đúng là rất hiểu ý mình. Vừa nghĩ mà anh vừa múc từng muỗng lên để mà ăn, còn cô thì chỉ đứng đó để xem anh ăn để tiện thể phục vụ thế nhưng khi bỏ muỗng thức ăn đầu tiên vào miệng và nhai nhai mấy cái thì anh đã vội để chiếc muỗng xuống để dừng lại bữa ăn và cô khi thấy thái độ đó của anh thì vâng chán cô nó cũng đã ngay lập tức nhíu lại vì thắc mắc đây là sở thích ăn uống của phó phòng cang sao vậy thì cô phải ăn nó đi chứ còn nữa tôi không uống mấy thứ như nước ép mầm lúa mì thì ra là anh đang làm khó cô hay nói đúng hơn là kiếm chuyện với cô Thế nhưng với thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp của mình, cô vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh và đưa ra hướng giải quyết cho nó. Thưa giám đốc, tôi sớm đã biết sẽ có chuyện này nên cũng đã chuẩn bị món ăn khác rồi ạ. À. Đây là món cháo bảo ngư tôi đã đặc biệt gọi từ khách sạn NL nên mời anh hãy dùng ngon miệng nhé. Tức đến run người, mọi công sức làm khó cô của anh đã bị khắc chế trong một nốt nhạc thế nên anh phải bấm bụng mà ăn món cháo dù trong lòng vẫn còn cay lắm. Ừ ngon, ngon quá đi, ngon đến nổi mà tôi đã phát bực lên hết cả rồi nè. Mình quả thật là xui xẻo nhưng mà cô hãy đợi đó, Cang Minh Kyung. Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc bấy giờ đây ánh đèn đã lên màu, còn anh cũng đã chuẩn bị tan làm đi về. À giám đốc, anh tan làm ạ, à. tôi sẽ cho xe chở sẵn bên. Cái gì thế kia? Không kịp để cô nói hết nữa thì anh đã vội la lên, bởi vì trên bàn cô đó chính là món cháo hồi nãy anh không chịu ăn. Sao? Sao phó phòng lại ăn cái đó? Vừa nãy anh đã nói đây là sở thích của phó phòng Cang, vậy thì cô phải ăn đi chứ còn gì? đầu cô như một cỗ máy nhập cốt ai nói gì là cô nghe đó thế nhưng ý anh đâu có phải là vậy đâu không phải tuy tôi có nói vậy nhưng ý tôi nó không phải ơ ờ, vậy anh muốn dùng lại món này sao hay để tôi gọi cho anh phần mới nhé trời ơi cô quên hả tôi đã ăn cháo bảo ngư rồi mà hai cô thực ra là đang cố tính làm vậy để tôi thấy đúng không không ạ à, hôm nay có rất nhiều việc phải xử lý nên tôi phải ăn tại chỗ để tiết kiệm thời gian một màn phản đam hết sức tỉnh rồi của cô khiến cho anh phải cạn lời, nhưng rồi anh cũng cố gắng mà lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để hỏi cô một câu cuối. Phó phòng cang, cô dùng lại thứ tôi đã ăn thật là không sao chứ. Minh Ki ung cứng họng vì bí văn nhưng rồi cũng trả lời lại một cách ngon ơ. Tôi đã rửa muỗng sạch sẽ rồi nên anh đừng lo lắng. Thế nhưng anh thực chất không phải là lo lắng vì chuyện đó, mà anh là vì một chuyện khác cơ. Kang Minh Ki ung thật là, mình phát điên mất thôi. Ngại quá hóa rồi, anh vội trộm lấy cốc nước ép lúa mì trên bàn và tu hết nó một hơi trước sự chứng kiến đầy bàn hoàn của Min Ki-ung. Ơ, ờ, cái đó, cái đó tôi đã uống rồi. Bỏ ngoài tai lời cô nói, thì anh vẫn uống nó. Thế nhưng vì giọt nước ứ lại trên môi anh trông quá là cuốn hút nên cô đã vô thức bị cuốn vào nó. Đến cả khi anh đã uống xong và rút giấy trên bàn để lau miệng thì cô vẫn chưa hoàn tỉnh. Sao hả? Nó vốn dĩ là của tôi mà. Hay là cô muốn uống? Vậy tôi mua cho cô nhé. Cô vẫn không trả lời nên anh tan làm luôn vậy thôi tôi tan làm trước đây cô nhớ chỉnh sửa slis cho thật tốt nhé và rồi để sẵn cái tư thứ đó anh đã cúi xuống gần tai cô mà thỏ thẻ một câu cuối phó phòng căng Min kyung cô đã vất vả rồi hơi thở giọng nói nhỏ nhẹ khẽ khàng trôi lọt vào tai khiến cho cảm xúc của cô nó chợt thay đổi và anh khi đã thỏa mãn sự trêu chọc cô rồi thì cũng quay bước đi mà ra về thế nhưng khi cánh cửa văn phòng mở ra thì cảm xúc thật của anh nó mới thật sự bùng phát phụt a à ha ha vui quá đi vì vui quá nên anh chẳng thể giữ được cảm xúc nữa, anh thậm chí còn cười lớn và đỏ mặt lên khi nghĩ đến cảnh tượng khi nãy. Gương mặt cô ấy lúc nãy chắc là bực bội lắm nhỉ, trong mặt mũi cô ấy đỏ bừng đến thế luôn mà. Mà được đấy, Kang Min Kiung, đó hẳn là một khuôn mặt tức giận. A ha ha, mình cảm thấy thật là thú vị quá đi. Cảm xúc bức bối của anh bấy lâu nay đã được buông xả sau khi được thấy được một cảm xúc khác của cô gái, người được mang danh người máy mà anh yêu đơn phương. Thế nhưng niềm vui đó của anh chưa giữ được bao lâu thì đã có chuyện khác xảy đến. Trời ơi, hôm nay chính là ngày đó. Mặt mày anh nó tối hủi khi nghĩ đến chuyện gì đó, mà bộ hôm nay sẽ có vấn đề gì ghê lắm sao ta. Thưa giám đốc, họ đã đến rồi ạ. À? Ừm, đi thôi. Đến phòng meeting Zoom, anh được cô dẫn đến và giới thiệu cho những người quan trọng. Xin chào, xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu. À không, không có gì đâu. Nói rồi thì người đàn ông chờ hai người cũng từ đứng dậy để chào hỏi chính thức. Xin chào giám đốc T. Selby. Tôi là luật sư Minji HOO, người sẽ phụ trách tư vấn pháp lý cho Resort Bekiang. Luật sư Minji HOO, luật sư đại diện văn phòng luật sư MNB. Luật sư Min cho HOO giới thiệu xong bản thân thì đến một người khác. Chào giám đốc T. Selby, tôi là Lee Hyun Seong, luật sư của MNB. Thì ra người còn lại là người anh thân thiết của Kang Min Kyung. Chào anh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Giữ thái độ chuyên nghiệp và lịch sự, ít Shelby để hiềm khích qua một bên mà bắt tay chào đón hai người họ. Tất cả là vì sự phát triển của đôi bên. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, bởi vì từ bây giờ cái tên mà anh ghét đã đi làm chính thức tại công ty của anh nên anh đã ghét này lại càng ghét vô cùng. Mà thôi để trở lại với công việc, thì dự án mua và sáp nhập resort đã được tập đoàn TK bắt đầu tiến hành triển khai. Còn bộ phận kinh doanh resort cũng đã thiết lập ra nhóm phát triển để phát triển dự án. Thế nhưng mà, tại sao luật sư được phái đến TK lại là thắng nhóc đó chứ? Ở Seoul có rất nhiều văn phòng luật mà tại sao lại chọn chúng văn phòng của tên đó? Chuyện này có tin được không? Bản thân mình tự chọn luôn đó cha nội ơi. Hừ, tâm trạng mình tệ quá đi. Bắt đầu từ ngày có kế hoạch triển khai về Resort Bắc thì ai nấy đều bận rộn lên trông thấy. Và người đặc biệt bận rộn hơn tất cả, đó chính là Min Kyung. Lúc nào cô cũng phải cấm đầu vào trong công việc để nhanh chóng triển khai sắp xếp và thống kê lại bản kế hoạch và trình bày nó để cho giám đốc mình xét duyệt qua. Có thể nói sau một kỳ nghỉ ngắn như một giấc mơ, cô việc của cô nó lại tiếp tục vất vả và thậm chí còn nhiều hơn trước. Từ công việc của thư ký bận rộn đến cả việc hỗ trợ team phát triển dự án resort. Hửm, ừ, chưa gì đã một giờ rồi sao? Không biết thời gian đã trôi qua từ lúc nào và cô dường như đã đang bị công việc nuốt chọn. Và dĩ nhiên, cô cũng quên mất lý do tại sao TX Selby lại cáu kỉnh với cô ngày hôm đó rồi. Hai, Trẻ con chết đi được. Nhìn tôi giống như không thể đảm đương nổi chừng này việc à? Không hề nhé, tôi hoàn toàn có thể làm được vì tôi là Kang Min Kyung đó. Cùng lúc đó, tại văn phòng của giám đốc, TX lúc này đã đang vô cùng chán nản vì công việc mấy ngày hôm qua. Thế nhưng đó chẳng phải là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì lúc này anh chỉ nhớ đến cô, nhớ đến cái dáng vẻ mệt mỏi tiêu tụy vì mệt mỏi do công việc mà thôi. Dạo này trông cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ, chẳng lẽ mình đã làm quá tay rồi sao? Không không, mình là cấp trên ên việc giao việc là đương nhiên rồi. Đúng vậy, không được nghĩ lung tung nữa thế nhưng đó chỉ là tâm trí bảo thôi chứ lòng anh thì nó lo lắng dữ lắm rồi ủa cô ấy đi đâu rồi mở cửa văn phòng của mình ra để tìm cô nhưng có điều là không có cô thế nên anh đành tiến lại bàn làm việc của cô xem thử thì ôi rào phát hiện ra bàn làm việc của cô nó đã dối tung dối bù lên đã thế ăn uống còn không đàng hoàng nữa đến thức ăn nhanh còn chưa kịp ăn nữa trời ơi khơ dại thiệt mà nếu mệt thì cứ nói là mệt đi cắn rức lương tâm anh đi xuống nhóm phát triển kinh doanh resort để tìm cô thế nhưng vì sự xuất hiện của anh là một sự kiện ngàn năm có một nên ai nấy đều nháo nhào lên giám giám đốc t ai gui giám đốc đến đây có việc gì vậy ạ à? tôi chỉ là đi ngang qua thôi mấy ông nhân viên thấy anh đến thì cuống cuồng đến hỏi thăm rồi sau đó là dành lời cảm kích cho anh rất nhiều nhờ có giám đốc t quan tâm chú đáo đến nên tinh thần của các nhân viên chúng tôi đều đã tăng lên rất nhiều thời gian qua tôi đã nhận được rất nhiều lời khen thông qua phó phòng cang khen xong anh rồi thì họ liền khen qua min kyung ai nấy đều không ngớt lời khen cho một nhân tài như cô ừ thì ra là vậy ha thư ký của tôi cũng đang làm việc rất tốt nhỉ mà phó phòng kang min kyung thư ký của tôi đâu rồi dạ cô ấy đang ở phòng luật cho dự án resort ạ à. ừ cảm ơn nhận được câu trả lời mong muốn rồi thì anh liền quay mặt bỏ đi một nước thế nhưng vì nghe nói là cô đang ở đó nên anh có hơi chút nóng máu hử sao lại ở phòng luật chứ cùng lúc đó tại văn phòng luật với hai anh trai đẹp trai Min Kiung đang ngồi giữa và cả ba đang làm việc rất hăng say. Ừ, làm việc thôi có cần phải dính chặt thế không hả? Ảnh ghen rồi quý dị ơi, nên ảnh hỏng chịu nổi nữa mà anh ngay lập tức mở cửa phòng văn phòng luật ra để kiếm cô luôn. "Giám, giám đốc." Ba con nai vàng ngơ ngác đẫm nát cả rừng xanh nhìn anh với vẻ ngu ngơ không hiểu chuyện gì. "Cô Kang Min Kiung, à không, thư ký Kang của tôi, trông cô bận rộn quá nhỉ." "A, à, giám đốc. Chúng tôi đang chuẩn bị hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu." A à, thư ký Kang, chúng tôi thật sự biết ơn cô rất nhiều. Thấy cô rơi vào tình thế khó xử nên luật sư Minji HOO cũng đứng ra nói đỡ. Xin lỗi giám đốc, tất cả là vì tôi là người đã yêu cầu tài liệu ở văn phòng thư ký trước, nên thư ký Kang mới làm báo cáo và kiểm tra giúp chúng tôi. Mà các kế toán viên cũng đã rất ngạc khi xem báo cáo đấy ạ. À. Thư ký Kang quả đúng là thiên tài. Cảm ơn đã quá khen, tôi biết rõ thư ký của tôi là người rất có năng lực. Nhưng thư ký Kang của tôi ơi, cô không phải là người rảnh rỗi đến mức có dư thời gian để chạy đến đây để làm việc dùm cho người khác đâu. Tài liệu của đơn đặt hàng nước ngoài về vật liệu xây dựng đã sắp xếp xong cưa, Còn việc mở rộng nhà máy điện sao đi nữa? Thưa giám đốc, tôi đã hoàn thành việc sắp xếp tài liệu về các bộ phận liên quan đến quá trình mở rộng nhà máy điện rồi ạ. À. Hơn nữa, 3 giờ hôm nay mọi thứ sẽ được chuyển đến ạ. À. 3 giờ ư? Vậy bây giờ sao cô còn làm việc này, không biết ưu tiên việc gì nên làm sao? Vâng, tôi sẽ chỉnh sửa ạ. À. Nói xong đến cô rồi bây giờ anh nói qua người anh trai thân thiết của cô luật sư lee hyun seong những tài liệu nghiệp vụ như vậy thì bên anh phải tự sắp xếp chứ tôi đã thuê anh để làm việc đó còn gì hay là anh đang suy nghĩ mình là bạn thân của thư ký tổng giám đốc công ty sản xuất ti cây nên muốn làm gì thì làm hả bị giám đốc dí trước mặt tới gần và răng đe dạy dỗ là thế nhưng anh hyun seong chẳng hề sợ hãi thậm chí anh còn bình tĩnh đáp lại rằng vì sự thiếu sót của tôi tôi đã gây ra bất tiện cho công việc của giám đốc tôi thành thật xin lỗi hừm được thôi bình tĩnh như không có gì anh nhẹ nhàng quay đi qua chỗ cô mà bảo rời đi. Ở đó làm gì nữa, sao không ra ngoài? A à, Vâng giám đốc, tìm được cô thư ký phó phòng thân yêu của mình xong xuôi rồi thì anh cũng rời đi, thế nhưng trước khi rời đi anh cũng quên gửi lời chúc đến cho mọi người. Mọi người đã vất vả rồi, hãy cùng làm việc cho tốt nhé. Mà tốt hơn hết là đừng có động vào thư ký của tôi. Lời cảnh cáo đanh thép này đúng là minh chứng cho việc ảnh đang ghen và ảnh giữ của. Còn đối tượng mà anh gửi lời cảnh cáo này đó chính là anh Hyun Seong. Nhìn anh Hyun Seong lúc này cũng đã đủ biết ảnh cay cú, ảnh tức như thế nào rồi. Quay trở về mùa hè năm ấy, khi mà những ngôi nhà cạnh núi vẫn còn tiếng cười nói nô nức của những đứa trẻ thơ ngây chưa phải bương trải mình ra xã hội. Bọn trẻ đã cùng nhau trải qua một mùa hè thú vị với những thú vui khác nhau như là lên núi để bắt bọ cánh cứng, vào rừng sâu để tìm những cánh đồng hoa để làm nhẫn làm đồ chơi và ăn thử những trái cây rừng đỏ mộng một chút không ngần ngại. Khi đó, Cô bé Kang Min Kyung vẫn còn bé thơ với những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ đã vô cùng hạnh phúc với các người bạn của mình. Khi lớn lên, cô bé ấy cũng vẫn giữ được niềm vui và nụ cười như thế ấy với những người cô xem là tri kỷ. Khi nào anh nhập ngũ vậy ạ? À? Tuần sau của tháng sau đó em. Ô buồn thế, không có anh thì em đi học kiểu gì đây? Ha ha, chuyện đó mà cũng lo nữa hả? Em chỉ cần vui vẻ sống như thế này là được thôi. Dạ vâng, em sẽ làm thế, nhưng em vẫn sẽ chờ anh. Quay trở lại với hiện tại đời sống của một cô nhân viên của xã hội tư bản đã vắt kiện niềm vui và sức lao động của cô. Và thứ mà nó yêu ái để lại đó chỉ là sự mệt mỏi vì công việc cứ chất chồng lên không hồi kết. 2. Lại lỡ mất giờ ăn trưa rồi. Không biết workshop nghỉ dưỡng hôm đó có hiệu quả thật hay không, mà tại sao đột nhiên giám đốc TX Selby lại làm việc điên cuồng như vậy. Mà nhờ vậy nên tôi mới được biết đến khái niệm như thế nào là bận không biết thời gian đã trôi qua từ bao giờ luôn. 2. Dù vậy thì nó vẫn còn tốt hơn là bỏ thời gian ra chơi đùa. Mà thôi, để chuyện đó qua một bên đi, giờ mình phải kiếm gì bỏ bụng cái, đói chết đi được. Thế nhưng khi bước vào cửa hàng tiện lợi để tìm thức ăn nhanh thì mọi thứ đã hoàn toàn được bán hết trong vòng một nốt nhạc. Thì ra tất cả các nhân viên đều không được ăn bữa ăn đàng hoàng. Cuộc sống làm thuê của mọi người tính ra cũng đều giống như nhau cả nhỉ. Nếu muốn làm việc thì phải ăn uống cho đầy đủ. Nhưng mà ăn gì để lắp đầy năng lượng đây? A à, cái này, ở đây vẫn còn bán cái này sao? Vừa hay nó cũng đang giảm giá luôn này tốt quá đi thôi. Nhìn thấy túi sô-cô-la quen thuộc là cô xà xuống liền nhưng rồi đột nhiên trong lúc đó có ai đó tiến tới làm án bóng nhìn của cô. Phó phòng Cang cô ngồi ở đây làm gì vậy? a à, giám đốc. Thì ra là xeo bi, anh cũng nhân giờ chưa nên vào cửa hàng tiện lợi để mua nước giải khát mà cũng đã nhân tiện vào đây rồi nên anh đòi trả tiền cho cô luôn. Đưa cái này cho tôi. Không, không cần đâu giám đốc. Tôi đã nhận thẻ ạ. À. Anh có lấy túi đựng không ạ? À? Không cần đâu. Hành động của anh quá nhanh quá nguy hiểm, Min Kiung đứng đó chỉ biết nhìn anh thanh toán với vẻ khó coi. Thời tiết hôm nay tốt quá nhỉ, hay ra đằng kia ngồi xíu đi." Dạ vâng. Vì đã lỡ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi mà anh cũng đã thanh toán cho mình nên cô đành đồng ý với lời đề nghị ra một công viên gần đó để ăn uống với anh. Nhưng trước khi hai người bắt đầu có cuộc trò chuyện thì anh đã mở ra chai nước mình mới mua trước để uống giải khát. Và khi anh cầm cái chai lên để uống thì Min Kiung đã bắt đầu chú ý đến anh, hay nói đúng hơn là chú ý đến cái dáng vẻ đàn ông kiêu ngạo khi đang uống nước của anh và khi nhìn cô cũng chỉ tập trung nhìn mà chẳng nói tiếng nào bởi vì sự tập trung để ý của cô lúc này đó chính cái đôi môi đỏ hồng căng đầy đang chạm vào thành chai nước ngoài ra còn có cái ít hầu đang được đẩy lên đẩy xuống đầy cuống hút khi anh uống nước nữa mọi thứ nó mới thật là hoàn hảo làm sao tu cha nước xong một hơi anh hạ cái chai nước xuống và ợ lên một tiếng nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác đầy thoải mái và khi anh đã đang liếm những giọt nước còn động lại trên miệng chai thì bỗng anh cảm thấy cô đang nhìn mình. Vẻ mặt của cô nó nghiêm túc nhưng cũng xinh đẹp đến lạ thường, phải chăng vẻ nam tính khi uống nước của anh đã làm cho cô bị thu hút hay sao? Gì, gì vậy, sao lại nhìn mình chầm chầm thế kia, lẽ nào cô ấy? Nếu tôi uống thế này thì phụ nữ luôn nói tôi trông rất quyến rũ và sexy đấy. Nghĩ tới điều Jun Selby từng nói, anh cũng ngầm ngầm hiểu ra vấn đề. Hề hề, nếu đúng vậy thì chắc cái này là mê lực mà tên tê Jun Selby nói tới rồi nghĩ rồi anh dở vờ ngầu ngầu đíp đíp cho cô xem hừm uống như vậy thì lượng hơi trong chai nước sẽ tích tụ lại và giúp ta có cảm giác thoải mái sau khi uống cứ ngỡ đâu là mình ngầu lắm nên anh cũng giả vờ mà liếc mắt qua xem biểu hiện của cô thử nhưng mà ai mà có rẻ ồ thì ra là anh đang khó tiêu sao cái mặt cô nó tỉnh bơ cô thậm chí vừa nói mà vừa bóc túi kẹo như đúng rồi vậy đó không tôi tôi không có hừ mê lực gì chứ cái thằng điên tê jun seo bi đó trong lúc anh đang thầm mắng chửi jun Selby thì cô bấy giờ đây đang bóc viên kẹo sô cô la ra và khi cái hương thơm và tiếng động từ chiếc kẹo đó phát ra anh cũng vô thức nhìn tới và bỗng nói đôi điều ơ ờ, đây không phải là loại kẹo sô cô la khi cô còn ở việc đào tạo rất thích ăn sao ồ à, anh còn nhớ ư vì khá là bất ngờ với điều này nên cô cũng chủ động đưa ra một cái kẹo mời anh như phép lịch sự còn anh thì cũng nhận nó nhưng với vẻ ngại ngùng khó nói a à ha ha đúng vậy nhỉ thật là bất ngờ trở về với 10 năm trước, ngày mà hai người vẫn còn đang được đào tạo ở viện đào tạo ti cay. Tôi thích loại sô-cô-la này nhất, chất lượng đỉnh cao, đã thế còn tới tận 100 gram mà giá thành lại rất rẻ nữa. Nếu xét về các loại trái cây khô hay hương vị thì không có thứ gì bằng với loại kẹo này được đâu. Lúc đó cô cũng đã cho anh một cái kẹo tương tự như vậy và cũng nói rõ ra lý do mà mình thích nó, thế nên điều này đã khiến cho anh nhớ đến tận bây giờ. Ngoài ra, vẫn còn một lý do nữa để anh nhớ đến nó nữa, và đó chính là cô cụ thể là hình ảnh khi ăn viên kẹo đó vẫn còn vương vấn mãi trong tiềm thức của anh. Và khi nhìn lại hình bóng cô lúc này, nó vẫn y hệt như thế, chẳng có gì thay đổi. Hôm nay cũng giống như ngày đó, sô-cô-la rất ngọt, caramel thì đặc quánh, tan chảy trong miệng. Còn mình thì cũng vẫn như thế, và cô ấy vẫn vậy. Cái ánh mắt, cái khuôn miệng khi cắn viên kẹo, mọi thứ vẫn y hệt như vậy. Và cho dù có là lúc đó hay bây giờ, thì tới cũng tới bây giờ mình mới nhận ra rằng mình đã luôn dõi theo cô ấy. Thì ra tình cảm của anh mấy lâu nay dành cho cô đã có, thế nhưng vì sự ngờ nghịch và ganh đua của tuổi trẻ mà tới bây giờ anh mới nhận ra. Trời dần tối, ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà trong thành phố cũng dần được bật lên rực rỡ và phó phòng Kang khi này cũng đã đang đứng chờ thang máy để tan làm đi về. Min Ki Ung à, đang đứng chờ thì bỗng có ai đó gọi mình nên cô quay lại xem và người gọi cô không ai khác đó chính là anh Hyun Seong. Ơ ờ anh, sao hôm nay anh xong việc trễ thế? Ha ha, còn min kyung em thì xong công việc sớm quá nhỉ dạ vâng tuy là bận rộn cả ngày nhưng bây giờ thì đã xong hết rồi ạ à. oa à, xong hết rồi ư thật vất vả cho min kyung của chúng ta rồi u choa mà em mang cái gì nặng thế dạ là laptop với mấy thứ này nọ thôi nói chuyện một hồi thì thang máy cũng đến nên hai người đi vào đó mà nói chuyện tiếp hai giờ hai chúng ta đi ăn đi gần đây có nhiều quán ngon lắm ồ nghe được đấy ạ à. từ ngày đầu tiên đi làm anh đã định mời em đi ăn rồi nhưng mà vì phó phòng cang đại tài của chúng ta bận rộn quá nên thôi. Ha ha ha, xin lỗi nhiều nhá ngài luật sư. Thế em muốn ăn gì, em cũng không biết nữa. Nói qua nói lại một lúc thì bọn họ đã cùng nhau xuống phố và chọn ngay một quán nướng để ăn uống cho thỏa thích. Min Kyung ngay khi bỏ miếng thịt nướng đầu tiên vào miệng thì kêu lên đầy sung sướng, vì đã lâu lắm rồi cô mới có thể được ăn uống một cách ngon lành như vậy. Oa, wow, làm sao đây, thật là ngon quá đi mất. Ha ha ha, em từ từ ăn nhé hai cảm giác như em mới như được sống lại lần nữa vậy ừm nước đây em vâng cảm ơn anh anh hyun seong ân cần chăm sóc cô từng chút một còn tự nguyện nướng thịt để cho cô ăn nữa anh biết là em bận nhưng dù thế nào cũng không được nhịn đói vì làm như vậy cơ thể sẽ bị suy nhược đó biết chưa mà thôi em ăn nhiều vào đi hi hi anh đừng lo em không để bản thân mình đói đâu nói không đói là xạo bởi vì chỉ ngay sau đó hai người họ đã xử lý vì đồ nướng sạch bách thậm chí là bụng đã no căng cứng luôn rồi. Và cũng vì đang vui nên hai người họ đã có một bữa ăn uống no nê và một cuộc trò chuyện hết sức vui vẻ. Ai nấy đều cười tươi giói về những câu chuyện của đối phương và ngược lại. Kết thúc một buổi ăn tối tràn ngập tiếng cười, cả hai cuối cùng cũng đã hoàn thành xong bữa ăn và leo lên xe để đi về nhà. Hai ha, ngày mai lại là một ngày đi làm mệt mỏi nữa rồi. Đúng vậy, ư ừ, ư, ừ, em không muốn chút nào cả, em không muốn về nhà. Sao, sao tự nhiên em lại nói vậy? Anh Hyun Seong bỗng có chút ngại khi nghe cô nói thế, nhưng mà với đầu óc trong sáng như cô thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì về nhà là phải tắm rửa ngủ nghỉ mai còn đi làm nữa chứ sao? Em không muốn xíu nào. A à, a ha ha, thì ra là vậy nhỉ? Nhưng mà Min Kyung này, sao em ở công ty lại khác thế? Anh cứ tưởng em là một người cuồng công việc chứ. Hai, không đâu anh ơi, bộ anh nghĩ em là còn nhỏ hay gì? Em ở công ty là một phó phòng nên phải nghiêm túc chứ. Ừ, đúng vậy nhỉ. Min Kyung của chúng ta đã lớn rồi. Dĩ nhiên là thế rồi, bây giờ anh mới biết sao, úi dùi ui, thật là. Nói một hồi cái bọn họ chuyển chủ đề sang giám đốc. A à đúng rồi, em không biết lúc đó tại sao giám đốc lại nổi giận như vậy luôn á. Vốn dĩ bình thường em cũng hay làm vậy, nhưng sao hôm nay lại nổi giận với anh chứ? Ha ha, đó đúng là lỗi của anh thật mà. Không phải, hình như đã có nhầm lẫn gì đó rồi. Hửm, ừ, sao vậy? Min Kyung nhớ về buổi sáng, Lúc hai người ngồi với nhau trong công viên thì giám đốc Iselbi đã hỏi cô và anh Hyun Seong có quan hệ gì. Và cô cũng chỉ đơn thuần mà trả lời lại rằng là đó chỉ là một người anh trai hàng xóm thân thiết từ nhỏ với cô mà thôi. Hai, có lẽ lúc đó tôi không nên nói vậy nhỉ. Vì có vẻ tâm trạng của anh ấy cực kỳ tồi tệ. Nhớ đến cái vẻ mặt khó coi của Iselbi, Min Kyung có chút bồn chồn lo lắng. Dù sao thì chắc là vì quan hệ cá nhân nên anh ấy đã hiểu lầm lý do em giúp đỡ anh mặc dù đó cũng có thể là lý do và em cũng hiểu được điều đó nhưng mà tại sao lại tức giận đến mức đó cơ chứ lẽ nào hôm ở khách sạn đã có chuyện gì xảy ra sao quay trở về cái hôm tối định mệnh đó cái lúc mà isel đã nắm lấy cánh tay của anh hyun seong lại khoang đã anh không phải là bạn trai của kang min kyung đúng không nếu vậy thì sao anh lại có cái quyền dẫn cô ấy vào khách sạn chứ như thế chẳng phải là quá kỳ lạ rồi sao vậy giám đốc thì được quyền đưa em ấy vào sao anh và Min Kyung hình như cũng không có quan hệ gì mà. Nói rồi anh lạnh lùng quảnh mặt rời đi, để lại cho giám đốc TX với cái ánh mắt khó chịu và vô cùng phát xét. Mà có vẻ như cái lần đó, cái nhìn nhận về đối phương của bọn họ cũng từ đó mà tạo nên định kiến sẵn về nhau. Và cũng khi ấy, dưới góc nhìn của anh Hyun Seong, anh đã dẫn Min Kyung với trạng thái say xỉn lên phòng khách sạn. Min Kyung khi say xỉn rồi thì cũng chẳng còn giữ ý tứ nữa, cô vô thức mà cúi gầm mặt xuống và tựa vào người anh, còn anh vẫn giữ nguyên trạng thái nghiêm túc mà để cô tự vào. Tách tách, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến cửa phòng khách sạn mà mở cửa vào. Đến phòng rồi Min Kyung, hai, thiệt đúng là không thể chịu nổi em mà. Hê hề, u phòng này được quá này, cẩn thận té đó em. Mặc kệ lời anh nói, Min Kyung tung tăng bước vào phòng mà cảm thán không thôi. Oa, đây đúng là khách sạn nghỉ dưỡng mà. Nhìn cô vui vẻ mà lòng anh nó có chút hơi sượng, vì dù sao cô cũng là con gái mà, đã thế đây còn là phòng khách sạn với một chiếc giường trắng tinh tương chuyên dành cho các cặp đôi nữa chứ đang im lặng vì trong tình thế này anh không biết làm gì thế nào thì bỗng cô gọi anh cúc áo của em nó không bung ra được tháo ra giúp em với vẻ mặt đỏ ngần lên thì say khiến anh xấu hổ hai rốt cuộc em đã say đến mức nào vậy dẫu thế thì anh vẫn nhẹ nhàng tiến lại để cởi ra chiếc áo khoác cho cô thế nhưng khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi xong và cũng từ từ banh áo cô ra thì trước mặt anh lúc này đây, nó đã dần dần hiện ra hình ảnh vô cùng xinh đẹp và quyến rũ của cô. Phải nói là lúc này cô trông vô cùng cuốn hút và thu hút, và anh cũng có cảm nhận đó nên đã trợn mắt lên đầy kinh ngạc. Cái tên đó, và cũng trong khoảng khắc đó, anh đã nhận ra cái ánh mắt của ít bi đó có ý nghĩa là khinh rẻ nhân cách của anh. Kang Min Kyung, em biết mình không thể uống rượu mà sao lại uống nhiều đến mức như vậy hả? Lỡ như những người đàn ông xấu xa khi thấy bộ dạng này của em, thì nó sẽ nguy hiểm tới mức nào đây? Mặc kệ anh đang la mình, cô vẫn ung dung cởi chiếc áo của mình ra và bỏ đi một nước. Hừm, gì vậy chứ anh này? Trên người cô lúc này chỉ còn mặc lại chiếc áo lót, và cô cũng vì thế mà đi thẳng vào nhà tắm, đã thế cô còn chẳng thèm đóng sát cửa lại. Nổi bức xúc và bức xúc của anh lúc này là một thứ nhất thể diễn tả nổi, bởi vì dù sao anh cũng là đàn ông mà. Hai, chết tiệt, cả anh cũng nguy hiểm nữa. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh ôm mặt ngồi đợi cô ngoài giường với sự trách cứ bản thân mà quay trở lại hiện tại anh cũng không biết nói sao khi cô hỏi về ngày hôm đó nữa Hừm, thật ra là cũng chẳng có chuyện gì cả trong lời nói tuy có bối rối nhưng thực chất là tối ngày hôm đó anh đã hoàn toàn kiểm soát bản thân mình lại vậy sao vậy tại sao giám đốc lại giận gì chứ thấy cô thở dài chán nản thì anh hyung seong cũng góp vào vài lời để cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn anh nghĩ chắc chỉ là do tính cách của giám đốc TXLB hơi kỳ cục thôi chứ không có gì đâu a ha ha đúng vậy ha mấy hôm trước anh ta còn tranh đồ ăn với em nữa anh ấy trẻ con gì đâu luôn đã thế cái này không thích cái kia cũng không thích nào nào cũng không không rốt cuộc em phải làm sao mới có thể làm vừa lòng được anh ta đây nghe cô phàn nàn suốt chặng đường đi anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện thế nhưng ẩn sâu dưới những ánh đèn nơi phồn hoa phố thị đó nổi lòng anh lúc này đâu nó đã ẩn chứa một nổi niềm khó nói ts selbi hừm bực mình thật đấy đúng vậy cái tên đó anh đã nghe cô nói suốt chặng đường về và chính vì cái tên đó nó đã nhìn ra cái nổi lòng đen tối thầm kính của anh dành cho cô em gái thân thiết của mình buổi tối ngày hôm sau khi mọi người ai nấy đều đã tan làm thì chỉ còn min kyung vẫn ở lại tăng ca như mọi khi vâng vâng em nhớ rồi hôm nay em phải tăng ca để hoàn thành xong tiến độ công việc rồi hừm buổi tối sao được ạ à. anh hỏi giờ tan làm của em sao hừng chắc khoảng 30 phút nữa hôm nay để em khao cho, nhà hàng Trung Quốc nhé. Min Kyung vừa làm việc mà vừa trả lời điện thoại với anh Hyun Seong và với cảnh tượng này, nó đã khiến cho ai đó không vui rồi. Gần đây có món Yurinki rất ngon, mà khoan, anh chờ đã. Cái bản mặt của TX Bi rõ ràng khi thấy cô nói chuyện với anh Hyun Seong thì nó đã liền nổi rõ lên chữ tôi không hề vui một xíu nào. Dám, giám đốc, không, không phải anh đã tan làm rồi sao? Để đối diện với cô nàng thư ký mà mình thích, anh đã nhẫn tâm chọn cách tàn bạo nhất để trừng trị cô. Tôi không thích, vì bây giờ tôi sẽ tăng ca. Hả? Sao ạ? À? Chấn động tâm can, Min Kyung tức run mình khi nghe anh anh tăng ca, bởi vì giám đốc tăng ca thì thư ký cũng phải ở lại cùng luôn chứ sao. Tôi chưa nói gì sao? Từ bây giờ tôi sẽ điều chỉnh toàn bộ dự án về nhà máy xây dựng và dịch vụ, ngoài ra còn giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng trong thương mại. Thế nên lịch trình ngày mai của tôi, phiền cô hãy vì thế mà điều chỉnh lại cho thật chính xác. À mà còn gì nữa ta? Cuộc họp của nhà máy điện. Anh vừa nói mà vừa liếc mắt sang nhìn cái điện thoại chưa tắt máy của cô. Rồi sau đó là im lặng một xíu để nhìn lên cái biểu cảm của cô. Mà cũng nhờ vậy mà cô nhớ ra phải một chuyện đang còn giang đờ. Em xin lỗi anh, chắc tối nay em không đi được rồi. Lát nữa em gọi lại sau nhé, em xin lỗi anh. Ít xeo bị đắc ý mà phì cười, vì nhờ thế mà anh đã phá được buổi hẹn của bọn họ. Đó là người anh trai thân thiết mà cô định ăn cùng tối nay sao, cho tôi xin lỗi nhé càng giả vờ tỏ ra vẻ mình vô tội thì nó lại càng làm cho cô cay cú anh hơn thôi sao vậy nếu có hẹn thì cứ đi về đi cô dù sao cũng đã nhận hết tài liệu yêu cầu từ các bộ phận liên quan rồi mà còn bao nhiêu thì cứ để tôi làm cho hừ tôi vẫn chưa làm xong vậy sao vậy đưa tài liệu để tôi làm phụ cho nè chuyện tăng ca này cứ để một mình giám đốc tôi đây làm là được rồi dầm bị anh nói khiện nãy giờ nên cực tức của cô nó chịu hết nổi rồi thế nhưng vì sự chuyên nghiệp nên cô vẫn phải tiếp tục giả vờ như không À ha, giám đốc à, lý nào lại vậy chứ ạ? À? Giám đốc cứ để tôi làm là được rồi. Hi hi, được thôi. Vậy thì nhờ phó phòng Kang Min Kyung hết nhóa. Cô diễn thì anh cũng diễn để xem ai nhận được giải Oscar nào. Thế nhưng khi đã phá cô đi ăn với anh Hyun Seong rồi, thì anh đã liền trở về văn phòng mình với vẻ u tối não nề. Ôi không, mình tiêu chắc rồi. Câu chuyện dừng lại ở đây và bật chế độ tua ngược lại vì kế hoạch của anh vốn dĩ ban đầu là thế này đâu. Thời gian qua. Cô ấy đã ăn rất nhiều thức ăn thừa, còn TXLB thì rất quan tâm đến Kang Min Kyung mỗi khi cô ăn sô-cô-la thay cơm. Thế nên anh đã vận dụng toàn bộ kiến thức thiên văn học, vật lý học, toán học để lên một kế hoạch có quy mô tầm vũ trụ sau lưng cô. Khởi động toàn bộ năng lực của não bộ, kế hoạch sẽ bắt đầu như sau. Bước thứ nhất là chờ đến giờ tan làm của Kang Min Kyung và sau đó là lấy cớ trở về văn phòng của mình. Tôi muốn điều chỉ lịch trình. Bước thứ hai. Gọi thật nhiều đồ ăn ngon với chất lượng 5 sao Michelin để cho cô ăn tầm bổ. Bước thứ ba, đột nhiên có một cuộc hạnh gấp rồi đưa toàn bộ thức ăn xịn sò con bò đó cho cô và ra về với vẻ thật cool ngầu. Ôi, cảm động quá, cảm ơn giám đốc. Đúng vậy, nó đúng là một kế hoạch hết sức hoàn mỹ. Mình sẽ bước về với sự cảm động khôn siếc từ Kang Min Kyung và cô ấy sẽ phải siêu lòng trước một người đàn ông hoàn hảo có trái tim ấm áp như mình. Thế nhưng thực tế thì kế hoạch của anh nó đã fail toàn tập. Hu hu. Ai cắt hành bên mắt tôi dị vậy? Ôi trời ơi, sao hôm nay cô ấy nhất định phải hẹn đi ăn tối với anh ta chứ? Ít bi vỡ mộng, kế hoạch tầm vũ trụ đã đổ sông đổ bể trong vòng một nốt nhạc. Mình đến để chăm sóc cho cô ấy, nhưng cuối cùng lại bắt cô ấy tăng ca, để thế còn hại mình cũng phải tăng ca theo. Mà liệu như thế, cô ấy sẽ nổi giận chứ? Nhớ đến cái vẻ mặt khó coi của cô, Ít bi có chút rén trong người, thế nhưng khi nghĩ đến việc mình đã nói, thì anh cũng đành phóng lao mà leo lao thôi không sao nếu là thức ăn ngon thì mọi thứ sẽ được cứu vớt lại đúng vậy trước tiên phải ăn thôi nghỉ là làm anh nhẹ nhàng mở cánh cửa văn phòng của mình ra để gặp cô phó phàng cang chuyện ăn tối chưa kịp nói hết câu nữa thì anh đã thấy cái bản mặt cô nó đã hóa thành zombie công sở từ bao giờ mất rồi và cũng vì đã lỡ thấy cái cảnh tượng kinh hoàng đó nên anh bỗng chốc rén ngang mà quên hết những gì mình tính nói thế nhưng vì để hoàn thành kế hoạch tầm vũ trụ của mình anh vẫn cố gắng bấm bụng mà nói ra nhà nhà hàng ép cứ nói tên tôi là người ta sẽ biết chừng mà làm nhưng vì để cho chắc nên tôi đã viết ra giấy rồi đây vâng tôi đã biết rồi ạ à. lần sau gọi thức ăn tôi sẽ tham khảo ạ à. vẫn là cái vẻ mặt vô cảm đó nhưng bây giờ nó đã có hồn hơn khi nãy chuyên chuyện đó món món risotto đang tính mở miệng nói về món ăn thì cô đã tay nhanh hơn não cô trả thèm quan tâm anh mà bắt máy như kình kình như robot để gọi cho nhà hàng luôn mình mình muốn nói cô ấy là gọi hai phần như nếu ăn chung thì cô ấy sẽ từ chối vậy thì mình kêu cô ấy đặt nhiều hơn được không trong lúc anh đang đứng như pho tượng thì cô đã đọc vanh vách các món ăn mà ghi trên giấy ra cho nhà hàng nhưng vì nỗi niềm của mình nên anh đã cố gắng nói ra thứ mình muốn gì risotto kêu nhiều thêm đi cạch thế nhưng nỗi niềm thôi thúc của anh đã thất bại cô đã gọi xong cho nhà hàng và đập máy một cái cạch đã thế còn mạnh bạo đứng dậy với vẻ vô cùng quyết liệt thưa giám đốc vậy tôi cũng xin đi ăn một chút rồi quay lại ạ à. Tôi sẽ canh đúng thời gian rồi mang thức ăn đến và đem đến cho anh. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, Min Kyung không một động tác thừa mà bỏ đi ra ngoài ngay lập tức, để anh đứng lại đó với vẻ bơ vơ con nai tờ Và đúng như cô đã nói, đúng một lát sau, sau khi đồ ăn của anh được giao đến, thì cô đã mang đến cho anh rất đúng giờ. Cốc cốc cốc. Giám đốc ơi, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ. À. Ừm, cảm ơn cô. Vì xấu hổ quá nên anh đành giấu mặt đi chỗ khác còn cô thì cũng từ từ mà bê thức ăn đến và để lên bàn của anh phó phòng cang phiền cô giải thích chỗ này một chút đột nhiên anh gọi cô nên cô cũng không từ chối mà tiến về phía máy tính của anh để xem chỗ mà anh nói chỗ này có phần không khớp với tài liệu thì phải nói tới đó cái tự nhiên anh đứng dậy và nhường chỗ cho cô cô ngồi đây chút đi tôi nghĩ tài liệu thông tin này có lẽ sẽ phải đối chiếu nhiều đấy nghe lời anh cô cũng không ngần ngại mà ngồi xuống ghế giám đốc còn anh thì ngồi ghế phụ bên cạnh quá trình đối chiếu lại tài liệu diễn ra suôn sẻ min kyung chuyên nghiệp mà liên tục tìm ra những lỗi sai và sửa nó phải nói là thái độ cẩn thận của cô khi làm việc quá đúng chẳng thể chê vào đâu được thế nhưng khi nhìn cô đã đủ lâu anh liền bắt đầu lên tiếng trò chuyện khi nãy cô ăn gì mà giờ nhìn còn trông còn đói hơn nữa vậy hôm nay lại ăn sô cô la thay cơm nữa sao không trả lời anh min kyung tiếp tục chú tâm vào công việc nhưng còn anh thì đâu nhẫn tâm để cô như thế nào phó phòng cang cô hãy ăn đi không một động tác thừa anh đẩy đến khay thức ăn đến trước mặt cô và yêu cầu cô ăn đi còn anh thì sẽ ăn salad thế nhưng hành động này đã khiến cho cô vô cùng bất ngờ và không đồng ý tôi tôi không sao đây đây là bữa ăn của giám đốc mà đột nhiên tôi không muốn ăn nữa tôi chỉ muốn ăn salad thôi vậy để tôi đổi món khác không khoang đã cái đó thấy cô không hiểu ý mình nên anh liền vội la lên và đồng thời cũng đỏ mặt lên vì xấu hổ Thế nhưng sau khi đã bình tĩnh được đôi chút thì anh cũng đã nói được nói mình muốn nói. "Phó phòng Kang, cô hãy ăn đi." Sau khi đã nhận được lời đề nghị của anh, Min Kyung cũng đã ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn. Không biết lý do vì sao, khi cô ấy ngồi xuống cạnh mình, mình đã cảm nhận thấy được mùi nước hoa của cô ấy. Nó khiến mình cảm thấy lo lắng, điên cuồng đến chóng mặt. "Món này ngon hơn món Iurinkia." "Ừm, dĩ nhiên rồi. Khẩu vị tôi nó khó tính biết bao nhiêu mà." "Dạ vâng." Món này cũng ngon nhỉ. Nó không có vị giống món risotto. Kết thúc một ngày tăng ca và ăn bữa tối cùng với giám đốc, Min Kyung leo lên chuyến xe bus cuối cùng để ra về. Cô mệt mỏi mà dựa đầu vào cửa kính xe mà chẳng nói lời nào. Đồng thời vào lúc ấy, cô nhắm mắt mình lại và nhớ về những chuyện đã trải qua. Âm thanh muỗng va chạm vào bát, âm thanh nhai, nuốt thức ăn, hơi thở của người ấy khi bên cạnh và cả mùi hương nước hoa cao cấp tỏa ra từ người của người ấy, cuối cùng là những câu nói đùa nhẹ nhàng. Lúc đó tôi đã có biểu cảm gì vậy, chẳng lẽ người ấy đang nhìn tôi sao? Nhớ lại những điều đó mà lòng cô nó chợt bồn chồn, chẳng lẽ là do đầy bụng sao? Trong cái không gian xe bus tĩnh lặng, cô đã có cho mình vô số suy nghĩ kỳ lạ và cũng không thể lý giải nó vì sao. Sau một chặng đường dài để đi xe bus về nhà, cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Từ từ nhập mật khẩu nhà để vào trong, Min Kyung bấy giờ đây mới chính thức được buông bỏ. Xe à, à mình về rồi đây. Min Kyung, em về trễ quá đó, A Min Ki cậu về rồi hả? Hai người bạn thơ ấu của cô đã ở đây chờ cô về từ nãy đến giờ. Anh Hyun Seong, anh vẫn chưa về sao? Min Ki mừng rỡ khi thấy mọi người vẫn còn đang tụ họp đông đủ và cũng không phải để cô chờ lâu thì anh đây đã nhẹ nhàng cưng nựng lấy khuôn mặt cô để thay cho câu trả lời. Anh đợi em đó, Min Ki à, nhẹ nhàng và đầm thắm. Màn chào đón cuối cùng cũng đã kết thúc và thay vào đó là bọn họ lúc mấy giờ đây cũng đã chính thức nhập tiệc với bộ phim truyền hình và món gà rán trông đầy ngon mắt ôi trời ơi chắc mình chết mất thôi minh kyung mệt mỏi mà xoa lên cánh vai đầy gánh nặng của mình em đã nói là sẽ không tăng ca nữa mà sao hôm nay lại về trễ thế hai lúc nào cũng có chuyện phát sinh xảy ra hết anh ạ mà cái tên giám đốc đó lúc nào cũng như vậy hết á hôm nay thế này hôm nay thế kia lúc nào cũng có chuyện không có chuyện cũng cố làm cho có chuyện anh coi thấy điên không Min Kyung à, chúng ta đã sống cùng nhau lâu rồi sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết thế? Tại cậu ngày nào cũng uống rượu xỉn rồi về trễ chứ sao? Hu hu, gương mặt xinh đẹp của Min Kyung bây giờ chỉ còn có một nửa rồi kìa, trong cậu đáng thương quá đi thôi. Xe A xúc động mà ôm chầm lấy bạn mình, rồi sau đó là lấy ra thứ mình chân quý nhất cho cô. Tén ten, nào, ăn thôi, vì hai người mà em sẽ từ bỏ cái đùi gà chiên giòn rụng rụng quý giá này. Xe A à, không sao đâu, mình cũng đã ăn tối rồi mới về mà. Hả, thật vậy sao? Đang đau lòng mà nghe tới đó cái cơn đau lòng nó tắt ngang. Ừ ừm, giám đốc đã mua đồ ăn bữa tối cho mình. Min Kiêu ngại ngùng mà nói ra chuyện này. Nhưng chưa kịp để cho ai phản ứng nữa thì xe A đã sung phong phản ứng dùm Ben lên trước rồi. Gì cơ, giám đốc ư, sao mà đỉnh quá dị. Cậu ăn cơm cùng giám đốc TX Selby trong truyền thuyết với chỉ hai người thôi sao. Nói chúng tim đen, Min Kyung vội quay đi chỗ khác và uống nước ngọt để né tránh câu hỏi, và cũng vì phản ứng quá dỗi kỳ lạ đó nên xe e đã nhanh chóng thu được tín hiệu kỳ lạ. Hừm, kỳ lạ à nha, gì, gì chứ, cảm giác hình như, nó có gì đó. Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên kịch tích, nhận tiền trợ cấp tăng ca rồi ăn cùng một bữa với tôi đi, anh ấy đang di chuyển về phía mình. Trong đầu cô nó như một cái công tắt mà ngay lập tức tưởng tượng đến drama tình ái văn phòng giống như trong mấy bộ phim hàn sẻng. Tăng ca đơn thuần chỉ là một cái cớ thôi, vì ý chính là anh ấy muốn ăn tối cùng cậu đấy. "Xe à của chúng ta à, cậu xem phim quá 180 phút rồi phải không?" "Không phải đâu mà, mình chắc chắn giám đốc của cậu có ý như thế đó." "Không thể nào đâu, bởi vì anh ấy, anh ấy ghét mình mà." Min Ki Ung xìu xuống mà quay mặt đi chỗ khác, vì rõ ràng khi đó anh đã nói với cô như vậy mà. Trước đây anh ấy đã nói như thế, từ lần đầu tiên gặp ở viện đào tạo, anh ấy đã nói là không thích thích tớ rồi mình nghĩ đây chỉ là cái cớ để cho anh ta chọc ghẹo mình thôi với lại hôm nay anh ấy hình như chỉ là muốn xin lỗi mình thôi thấy thái độ nhu mì khác lạ của cô xe a ngay lập tức ngơ ra và cả anh hyun seong cũng thế anh chỉ cần nhìn thôi cũng đã hiểu ra vấn đề còn cậu thì sao cậu thấy thế nào cậu không phải là đã bị giám đốc tx selbi bị làm cho mê hoặc rồi chứ khi câu nói đó vừa dứt thì những kỷ niệm xinh đẹp hình ảnh lung linh lúc đó đã dần hiện về trong tâm trí cô Khoảng khắc mà cô được nhìn thấy rõ mái tóc, nụ cười và ánh mắt ngọt ngào với cái nốt ruồi đặc trưng đó, nó cứ như thể là một giấc mơ vậy. Và đặc biệt hơn thế nữa là, đó chính là cảm biểu cảm hạnh phúc mà khi ấy anh mang tới, cái niềm hạnh phúc nó khiến trái tim cô thật là ấm áp biết bao. Chìm đắm trong hồi ức, Min Kyung chỉ im lặng mà không nói gì, còn anh Hyun Seong cũng chỉ uống lấy lon nước để cho qua chuyện. Thế nhưng riêng xe A thì không. Giám đốc anh ấy đẹp trai mà. Hơn nữa, anh ấy không phải còn là gu của cậu sao. Hai, nếu là mình thì mình cũng muốn được làm việc cùng với một cấp trên đẹp trai giàu có và hoàn hảo như vậy. Có lẽ chuyện đi làm sẽ được vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Trái tim của thiếu nữ xe A đang bay bổng thì ngay lập tức bị cái vẻ mặt ma ám của Min Kyung đập tắt. Xe A à, đời không như là mơ đâu. Lại sao nữa? Đã muốn biết thì cô đây chiều. Cấp trai đẹp trai thì cũng như một con chó mà thôi. Đặc biệt hơn đó nữa là khi nó là một con chó ba vàng chóe. Khi nhìn một con chó Shiba, chúng ta có thể nó có vẻ như là một loài động vật dễ thương. Thế nhưng mà nó chính là cái thứ cứng đầu khó nghe lời nhất đấy. Đã thế khi chỉ cần nhìn nó một cái là nó đã gầm gừ lên như một con chó điên. Tới cỡ như vậy rồi còn thấy nó đẹp nữa không hả trời. Với lại cậu thử đi, mình phải chăm sóc cái con chó điên đó 10 tiếng một ngày đó. Cậu nghĩ mình có mê nổi cái thứ điên đó không? Ờ ờ, cũng đúng. Hai, thôi mà kệ đi, nếu mệt mỏi quá thì chỉ cần chịu đựng một chút nữa chuyển bộ phận sau cũng được chứ nếu mình làm không đàng hoàng mà chấp nhận bỏ cuộc thì chắc mình sẽ cắn rứt lương tâm chết mất. Thế nên, hãy cứ chờ mà xem, mình sẽ cố gắng tới lúc nào anh ta sẽ công nhận công sức của mình mới thôi. Chẳng mấy chốc mà cuộc họp mặt của bọn họ kết thúc và anh Hyun Seong cũng đến lúc phải ra về. Anh đi nha hai đứa, chúc hai đứa ngủ ngon, riêng Min Kyung thì hẹn em ngày mai gặp ở công ty nhé. Đợi đã, anh ra ngoài đi dạo với em chút đi. Lúc nãy ăn xong em không tiêu hóa được, nên giờ thuận tiện đường đi chung với anh ra hiệu thuốc luôn. Và chính vì lý do đó mà hai anh em cũng họ đã cùng nhau đi dạo trên phố và trò chuyện thêm một lúc nữa. Anh trở lại Hàn cũng đã sắp được một tháng rồi nhỉ, chưa gì thời gian đã trôi nhanh quá đi. Ừ, cứ như thể chúng ta mới đi học cùng nhau ngày hôm vậy. Ha ha, anh nói đúng, mà dù gì thì chúng ta vẫn làm chung công ty nên cũng tốt ha, có thời gian ôn lại chuyện thời đi học. Đã thế những lúc nghỉ ngơi còn có thể gặp nhau, cùng về nhà và cùng làm việc nhóm nữa chứ. Nghe cô nói đến đó, bỗng nhiên bước chân của anh nó dừng lại. Lúc đó, anh thật sự đã dạy cho em rất nhiều thứ, nhưng còn bây giờ thì chúng ta hình như đã thay đổi rất nhiều rồi. Lúc đó, anh đã có rất nhiều điều muốn dạy cho em, nhưng bây giờ, có vẻ như chúng ta hình đã thay đổi rất nhiều rồi. Quay trở về quá khứ, khi hai người vẫn còn học ở cùng trường đại học. Và vào ngày hôm đó, khi Min Kyung có lớp học ở phòng 248, cô đã bị nhiều người bàn tán sau lưng mình. Là cậu ta đó, thủ khoa năm nay đấy, nghe nói là 17 tuổi. Quát giờ heo, 17 tuổi mà vào đại học rồi á. Ừ, chắc là do trường đã hạ tiêu chuẩn tuyển rồi cũng nên, dù sao đây cũng đâu phải là trường y. Ha ha, cậu ghen tị hay gì? Bỏ ngoài tai những lời nói chế nhạo đó, Min Ki Ung vẫn chú tâm nghe giảng, cho đến khi có người gọi tên cô. Min Ki à? a, à, anh Hyun Seong, sự xuất hiện của anh trong ngôi trường đại học rộng lớn này giống như một tia sáng cứu cô ra khỏi những lời bàn tán vậy. Cảm ơn anh, em đã rất lo lắng vì em không có bạn ở trường. Nhưng mà cũng may là có anh ở đây. Ha ha, không có gì đâu. Mà các môn học vẫn ổn chứ? Có gì khó lắm không em? Dạ không ạ, à, đến giờ thì chỉ có lớp giải tích và lớp vi tích phân là đáng tham gia. Vậy nên em cứ có thời gian là đều nghiên cứu thêm hai môn này với xác suất thống kê và phân tích hồi quy thôi để kể ra hết những thứ cô thích thì nhiều vô số kể và cái nào cũng thuộc trên trời vĩ mô gì đâu không. Đã thế cô còn hăng say nói tới cái mức mà anh Hyun Seong chỉ biết cạn lời mà để cho cô nói cho thỏa thích tới khi ngưng rồi mới thôi. Ha ha ha, tuy anh đã giúp em đến tận ba bậc giáo dục phổ thông, nhưng bây giờ em còn thông minh hơn cả anh nữa đó. Ê, không đâu, anh có gì là không biết cơ chứ, thậm chí anh còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ bên ngoài, và còn rất nhiều bạn nữa ý ạ. À? em rất là ghen tị và hâm mộ anh, em ước gì mình cũng được như anh. Hi hi, em hâm mộ anh sao? Ấy á, đừng xoa đầu em mà, em ấy dễ thương thật đấy. Khoảng thời gian đại học hai người bên nhau rất là vui, nhưng song song đó, sự gần gũi và thân thiết của hai người cũng là một trở ngại lớn đối với anh. Anh lại đi đâu vậy? À, anh đến nhà Minh kyung bây giờ em chắc ấy đang đói nên anh tính đến nấu đồ ăn. Anh không đi có được không? Bây giờ anh đang ở cùng em mà. Không được, cô nhóc đã một mình đến tận seoul thì anh phải chăm sóc cho em ấy chứ này cô ta có phải học sinh tiểu học đâu mà anh phải chăm sóc hả cũng không phải ngày một ngày hai mà anh như vậy đâu lần trước anh đã bỏ buổi đi chơi với em vì cô ta nói muốn đi xem phim còn gì đã thế em cũng muốn xem bộ đó mà trước đó em hỏi anh anh có muốn đi đâu thì tại em ấy không có bạn cùng trang lứa thôi mà hai mà em phải công nhận là trẻ con thật đấy ồ hay bây giờ anh lại biến em thành kẻ kỳ lạ sao anh nên nhớ, em là bạn gái của anh, nhưng tại sao lần nào em cũng chỉ đứng vị trí thứ hai? Lúc đầu em cũng đã cố gắng để hiểu cho anh, nhưng cho dù em có cố đến đâu thì em vẫn hoàn toàn không thể hiểu được anh. Trong mối quan hệ này, em cứ có cảm giác như em là người thứ ba, đang chen vào giữa hai người vậy. Lời mắng nhiếc đó của bạn giá đã động đến lòng tự trọng của anh, nên anh cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa mà cãi lại cô. Em thôi đi, em cứ nói chuyện nhảm nhí gì không vậy hả? Em ấy chỉ là em gái của anh thôi ha ha nực cười thật đấy em gái ư cô ta còn chẳng phải em ruột của anh từ cái điệu cười khinh rẻ đó hai người đã xảy ra một cuộc khẩu chiến vô cùng kinh khủng đến nổi trong buổi tối hôm đó anh đã ra ngoài đường đứng hút thuốc với cái vết thương đỏ chết trên má trái của mình chết tiệt lần này đã là lần thứ mấy rồi hừ không phải điên hết rồi sao sao lại lấy một đứa nhỏ ra để tranh cãi như vậy chứ Hyun Seong tức tối khi không hiểu tại sao mọi người và cô bạn gái của mình lại có định kiến về đứa em gái của anh. Thế nhưng anh không biết rằng, cũng chính từ đó mà vết nứt đã bắt đầu hình thành vào cái thời điểm mà chẳng ai có thể dự đoán được. Và một lúc khác, khi ba người bạn thơ ấu có cơ hội họp mặt lại với nhau, thì anh đã vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của cô em gái bé nhỏ của anh ngày nào. Anh Hyun Seong, chúc mừng anh đã xuất ngũ ạ. À. Anh chờ tụi em lâu lắm rồi đúng không nè? Amin Kyung Sea Lâu lắm rồi không gặp hai đứa. Anh vội vàng chỉnh lại cái nón để che đi mái tóc xấu xí của mình. Nhưng mà em cầm theo hoa gì đấy, không lẽ là quà mừng ngày anh xuất ngũ ư? Hi hi, dạ không phải ạ. À, vì hôm nay là ngày trưởng thành nên em. Min Ki-ung đỏ mặt e thạnh không chịu nói hết nên xe A đã vội nói quạch tẹt ra luôn cho xong chuyện. Hôm nay Min Ki-ung được tỏ tình á anh. Xe A hả? Cái gì? Sao thế? Còn không mau kể đi. Không có gì đâu mà xe A anh xe ông min chỉ là hậu bối trung khoa với với mình thôi lúc trước em đã nói với anh thì ra là thế cô em gái bé nhỏ năm nào nay đã lớn đã thế còn nhận được lời tỏ tình của người khác nữa và cũng từ đó trong trái tim anh nó đã bắt đầu xuất hiện vết nứt đầu tiên mọi thứ cứ thế một ngày tệ hơn khi thấy cô em của mình bắt đầu chú tâm đến những thứ khác từ make up cho đến chọn trang phục và vết nứt cũng vì thế mà nó ngày càng nhiều cô em gái cũng đã không còn tham gia các hoạt động thường nhật của ba người mà thay vào đó cô bắt đầu có những chuyện điện thoại cá nhân và mỗi khi như thế cô sẽ thường đỏ mặt lên vì hạnh phúc vết nứt cứ thế càng to dần to dần khi thấy cô có những buổi gặp mặt hẹn hò cùng với những người con trai khác không phải mình sự đau đớn bối rối và ngây ngơ của anh đã đẩy anh đến vực thẩm tất cả đã vô thức tạo nên vô vàng những vết nứt chẳng thể hàng gắn trong tim anh và đỉnh điểm của những vết nứt đó chính là vào ngày hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy minh kyung đâu cậu ấy ở trong phòng hình như cậu ấy chia tay với bạn trai rồi nghe nói thế nên anh liền thỏ thẻ đi vào phòng cô em gái của mình để an ủi cô minh kyung à em không sao chứ đáp lại câu hỏi của anh cô nằm vật và đau khổ trên giường mà trả lời rằng anh ấy nói anh ấy ghét em anh ấy nói em không thú vị cứ như con robot vậy đó anh ấy còn nói khi đi với em trong chẳng giống hẹn hò gì cả nghe được tâm sự của cô anh hyun seong nhẹ nhàng ngồi xuống để vổ về cô em đã giữ lời hứa rồi mà em còn quyết định sẽ đi hẹn hò sau khi kết thúc công việc bận rộn còn gì sao anh ấy lại đòi chia tay khi em đã rất cố gắng chứ ôi min kyung à chắc em đau lòng lắm mà anh ơi bộ em kỳ lạ đến vậy sao min kyung xúc động đến mức run cả người bộ em không giống con gái em không có sức hấp dẫn hả anh em cũng muốn được hạnh phúc như mọi người mà nhìn cô đau khổ mà tim anh nó cũng như muốn quật thắt lại vì đơn giản đối với anh mà nói Cô vẫn còn ngây thơ lắm. Min Kyung à, em vẫn chưa biết gì về tình yêu đâu. Nhưng anh, anh đã luôn đi trước em một bước. Kể từ khi chúng ta vẫn còn rất nhỏ, anh đã chờ, anh vẫn luôn đứng chờ em. Anh đã luôn và sẽ luôn là người sẵn sàng dạy cho em mọi thứ. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ sao? Nụ cười của cô bé thơ ngây ấy đã khiến cho trái tim anh có động lực để làm mọi thứ, nhưng cho dù như thế, thì nụ cười đó chẳng hề thuộc về anh. Min Kyung à, anh đã đối với em anh Hyunseong. Thế nhưng rồi đỉnh điểm của sự đau đớn đã đến, hình bóng đôi mắt đỏ hoe của cô lúc này đây đã đang nằm mặt đối mặt với anh. Còn với anh, lúc này anh cũng chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của mình được nữa. rồi. Nhưng mà cũng may, lý trí yếu ớt duy nhất đã kéo anh trở lại kịp thời. Gì? Gì chứ? Tuyệt đối không có ý gì đâu nên em đừng để ý. Trời ơi, vừa nãy mình đã nghĩ gì vậy chứ? Những vết nứt đã ngày càng được mở rộng với một tốc độ đáng sợ. Và với tốc độ đó, nó đủ để phá vỡ mối quan hệ của chúng ta. Thế nên anh đã sợ, anh thật sự đã hoảng sợ sẽ đánh mất mối quan hệ này nên đã chạy trốn ngay lập tức. Thế nên giờ đây, Min Kyung à, anh bây giờ chỉ muốn trở thành một người anh trai tốt thôi. Một người mà sẽ luôn ở bên cạnh em giống như gia đình vậy. Nụ cười buông xả, tâm lý sau bao năm chạy trốn cuối cùng cũng đã yên ổn nên đó chính là lý do tại sao anh lại quay trở về đây. Chỉ là anh tự hỏi, em đã lớn như thế này từ khi nào? Ai ra, cái anh này sao anh cứ làm như thể em còn bé quài thế a ha ha đúng vậy đó chính là điều mình muốn thế nhưng tại sao mình cứ cảm thấy muốn tham lam hơn vậy nhỉ sáng ngày hôm sau Min Kyung đã xuất hiện trước cổng đinh thự huy nga tráng lệ nhưng lý do vì sao cô lại đứng ở đây nhỉ run quá đi không biết có sao không nữa phải bắt đầu công việc của mình ở một nơi xa hoa lạ lẫm thế này đã khiến cô vô cùng lo lắng nhưng mà lý do tại sao cô lại ở đây thì phải quay trở ngược về tối hôm qua Xin chào cô Kang Min Kyung, tôi là Lee Seong Ae. Tôi nghe nói ngày mai cô sẽ đến nhà tôi để đón giám đốc T đi làm, nhưng mà cô có thể đến đây sớm hơn 30 phút có được không? Và đó chính là lời yêu cầu của vợ phó chủ tịch Ti Kay, mẹ của giám đốc T Iselby. Selby. Nuốt ngược cục nước bọt lo lắng vào trong, cô cuối cùng cũng đã gắng hết sức để lôi hết sự can đảm của mình ra để nhấn chuông cửa. Phu nhân bà ấy là người như thế nào nhỉ? Ngoại trừ những từ ngữ mỹ miều để mô tả về bà ấy, thì đó là những thông tin ít cần thiết nhất để bỏ qua. Vì theo như mình tìm hiểu, thì bà ấy là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ngay cả chủ tịch T.C. Si Hoan là một người cực kỳ khắt khe cũng đã đánh giá bà ấy là một cô con dâu hoàn hảo, 100 điểm không có nhưng. Ngoài ra bà ấy cũng là người không bao giờ chấp nhận sai lầm, không chỉ đối với gia đình mà còn đối với người ngoài. Phu nhân, tôi đã dẫn cô Kang Min Kyung tới rồi à. Xin chào cô, cô Kang Min Kyung. Rất vui được gặp cô, tôi là Lee San ae con dâu cả của tập đoàn TK, lee sun Ae. và hơn bất kỳ những thông tin trên bà ấy chính là người mẹ với tấm lòng đặc biệt yêu thương con trai mình là TX selby kết thúc màn chào hỏi hai người phụ nữ cùng ngồi lại với nhau mà trò chuyện tôi đã nghe nhiều về cô nghe nói lần này chủ tịch đã ép buộc phó phòng càng không phải ép buộc gì đâu ạ à, tôi thật sự đã nghĩ đây mới chính là vinh hạnh của mình thì đúng hơn nhưng mà giám đốc t khó tính lắm đúng không dạ không có đâu ạ à. Có cơ hội được làm việc với giám đốc tôi thấy rất vui và có ý nghĩa ạ. Wow, Oa, bà ấy thậm chí còn đẹp hơn trong hình nữa. Giám đốc quả đúng là trông giống mẹ thật. Trong lúc Min Kiung đang cảm thán thì vị phu nhân này cũng vui vẻ mà nói tiếp. Năm ngoái ít à không, giám đốc T, tôi đã rất lo lắng khi thấy nó không có động lực đi làm trong công ty. Nhưng thật may khi bây giờ đã có phó phòng Kang, nhờ có cô mà nó đã quay trở lại với công việc trước đây. Tất cả là đều nhờ có phó phòng Kang đấy, thật sự cảm ơn cô rất nhiều dạ vâng tôi sẽ cố gắng hơn nữa ạ à. hi hi cảm ơn cô mà cô hãy ăn bánh mì đi cô có muốn uống cà phê không dạ vâng cảm ơn phu nhận ạ à. có vẻ như phu nhân là một người tốt cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ hai người phụ nữ tiếp tục ngồi nói thêm về nhân vật chính x selby tuy là rất xấu hổ nhưng dù tôi đã nuôi thằng bé lớn nhưng tôi lại chẳng thể sửa được cái thói kén ăn của nó nếu cứ để như vậy thì nó sẽ chỉ giả vờ ăn rồi nhịn đói thôi ai gui vậy chắc là phu nhân buồn lắm nhỉ. Hi hi, tuy nói ra thế này có hơi xấu hổ, cơ mà ít xeo bi nhà tôi bây giờ trông rất đẹp trai đấy, nhưng thằng bé khi nhỏ mới thật sự thật sự dễ thương lắm luôn. Trong mắt của mẹ, anh lúc nào cũng là một bông hoa bé nhỏ đáng yêu hết trơn. Lẽ ra khi đó tôi phải tỉnh táo và dạy dỗ nó thật nghiêm túc. Nhưng chỉ cần nó nhõng nhẽo một xíu thôi là tôi đã yếu lòng rồi, thế nên tôi đã toàn cho nó ăn những món hợp với khẩu vị thôi. Vâng, tôi hiểu ạ. À. Hai, không cần nhìn cũng biết. Thằng bé vốn dĩ đã rất nhạy cảm đã thế còn không chịu ăn, nên thành ra thằng bé có rất nhiều bệnh vặt, giống y hệt bây giờ nhỉ. Dạ vâng. Minh Ki Ung vui vẻ lắng nghe từng lời phu nhân nói, còn bà phu nhân thì cứ nũng nhịu khi nói chuyện với cô như hai người thân quen lâu vậy đó. Tôi biết có hơi kỳ, nhưng tại phó phòng cang cứ làm tôi nhớ đến lần đầu ít xeo đi học mẫu giáo nên tôi cứ muốn nói chuyện với cô mãi thôi. Ha ha, không sao đâu ạ. À. Mẫu giáo sao? Sau khi đã có một cuộc nói chuyện giải tỏa hết nổi niềm của mình rồi thì bà mới bắt đầu vô vấn đề chính. Phó phòng Kang, thật ra là hôm nay tôi gọi cô đến là vì có lý do riêng. Không biết lý do đó là gì mà bà phu nhân có thể thay đổi thái độ 180 độ thế nhỉ. Cùng lúc đó, tại phòng của mình, có ai đó gõ cửa phòng của anh. Cốc cốc cốc, vào đi. Anh ơi, chị Min Kyung đến rồi kìa. Thì ra là Sujin, cô em gái quốc dân hào hứng chạy đến báo tin cho anh trai là Grad đến nhà gì chứ mới đó mà đã đến rồi sao bất ngờ nhưng hớn hở ra mặt em gái chỉ cần liếc mắt qua là đã biết anh mình ổng khoái dữ lắm rồi e hèm vậy vậy thì sao chứ mà em nhìn cái gì hoài vậy sujin hề hề nhìn gì đâu chỉ là hôm nay nhìn anh trai em đẹp trai quá đi thùi ó mỏ bộ anh định đi hẹn hò xeo không anh có cuộc họp ó cuộc họp xeo cô em sujin lém lỉnh tinh nghịch không hề có ý định buông tha cho anh đã thế cô còn dởn nhây hơn nữa cho đã cái cơn ghiền. Hi hi, anh với chị Minh Kiung sao rồi? Sao anh khung trả lời em gái yêu dị? Dừng lại đi. Hửm, tại sao tại sao? Em chỉ hỏi muốn hỏi hai người làm việc chung có ổn khung thui mò. Ờ, ổn được chưa? Còn mấy cái khác thì sao? Hai người có tiến triển gì chưa? Khi nào em mới được bồng cháu đây? Đừng có nói mấy lời kỳ lạ nữa. Sao dị, nam nữ cứ dính lấy nhau thì kiểu gì cũng. Ừ, thật là anh đã bảo em dừng lại đi quá bực bội với mấy trò đùa nhãm nhí của cô em gái trời đánh ít xeo bi lớn tiếng quát tháo lên để cho cô ngưng lại ngay lập tức và khi đã quát xong thì đúng là cô em sujin lì lộng có dừng lại thiệt nhưng anh thì phải thở hồng hộc như con bò luôn dừng lại đi anh không hề có hứng thú với chuyện này đâu hơn nữa anh rất là ghét cô ta phủ định vậy chưa đủ anh còn bồi thêm mấy câu nữa cho chắc với lại là vì tính chất công việc nên mới phải dính lấy nhau thôi chứ bộ em cứ thấy nam nữ nào mà dính lấy nhau là đều đang hẹn hò hết hả? bộ công ty là trò đùa sao? không, không phải thì thôi sao? sao anh lại tức, tức giận như vậy? tại em cứ nói mấy lời kỳ lạ làm anh khó chịu chứ sao? anh đã nói là anh không quan tâm cô ta trước rồi mà, thì em chỉ đùa thôi. đùa cái gì mà đùa? em mà cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị coi là mất lịch sự với phó phòng cang đấy có biết không? cô ấy mà biết mình với cấp trên bị xếp cặp trêu đùa như thế này thì sẽ khó xử biết bao. Trong lúc anh đang chuẩn trang lại trang phục và giáo huấn lại cô em gái Sujin, thì cũng cùng lúc đó, ở phía dưới này, hai người phụ nữ vẫn đang trò chuyện với nhau. Tôi đã nghe nói xeo bi lại bị ngất. Đột nhiên các phóng viên kéo tới, chắc thằng bé hoảng lắm. Tôi xin lỗi thưa phu nhân, đây là do sơ suất của tôi mà ra, lẽ ra tôi phải hiểu rõ trước và có biện pháp xử lý thích đáng. Không đâu, phó phòng Kang không biết cũng là chuyện đương nhiên mà. Chồng tôi, phó chủ tịch TCU đã nói rằng Chủ tịch kế tiếp của TK không nên có điểm yếu vậy nên ông ấy đã che giấu triệt để sự thật này. Mà đáng ra chuyện này tôi nên ngăn chặn lại mới phải. 34 năm trước, hiện tại cả Hàn Quốc đang xôn xao câu chuyện tình yêu giống như phim của con gái thứ của tập đoàn TK, tiểu thư Tae Hee và cầu thủ bóng truyền vô danh Kang Ji-gook. Theo đó, mọi sự chú ý lúc này cũng đang hướng về vị hôn phu của cô, giám đốc Lee San-jung, người thừa kế tập đoàn CES vì cuộc hôn nhân này có mang ý nghĩa chiến lược hợp nhất giữa hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc TK và CIS, nên mối quan hệ tay ba này đã dần trở thành vấn đề nóng nhất trên cả nước, bởi chỉ có một tình tiết thay đổi nhỏ cũng có thể thay đổi dung chuyển cả quốc gia. Anh San Jung, anh hãy quên người phụ nữ đó đi. Tae Seo Hee là một người phụ nữ xấu xa và vô trách nhiệm. Chỉ vì một người đàn ông tầm thường như vậy mà đã từ bỏ anh, bỏ luôn cả lời hứa hai bên gia đình. Em không biết đâu San Ae, cô ấy thật sự có ý nghĩa đối với anh và thế là cuộc hôn nhân mang tính chính trị đó đã được thay thế từ lee sun dung thành cuộc hôn nhân chính trị của lee sun ai đúng là một việc vô lý sun ai bây giờ mới tốt nghiệp đại học thôi mà thì sao chứ đủ tuổi lấy chồng là được chứ bây giờ cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu thế còn giấc mơ của tôi thì sao không ai chịu lắng nghe bà nói mọi công sức của bà như chìm vào trong biển lửa sun ai à con hãy nhịn đi khi đàn ông lăn lộn trong xã hội thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ người phụ nữ khác hôn nhân vốn dĩ là như vậy mà. Nhưng mà dù có như thế thì con vẫn phải làm tốt, thậm chí là phải tốt hơn nữa. Con phải nghĩ đến con trai con, thằng bé ít xeo bi chứ. Đây chính là cơ hội, là cơ hội để chúng ta lấy lại được những gì t hy đã cướp đi. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với dòng máu này, mọi người sẽ phải phát cuồng lên vì đứa con trai tuyệt phẩm của t u này. Vì sự tham lam và ích kỷ của bản thân, ông đã dẫn đứa con thơ ngây của mình ra mắt dưới con mắt của truyền thông từ khi còn rất nhỏ để thu hút truyền thông dư luận. Thế nhưng ông đâu biết rằng, chính vì cái sự ích kỷ nhỏ nhem đó của ông đã khiến cuộc đời của cậu bé càng ngày càng đi vào bế tắc. Hu hu hu, Iselbia, con trai xinh đẹp của mẹ. Con trai của mẹ có thể làm tốt mà đúng không? Vì Iselbi giống với mẹ. Những giọt nước mắt bất lực của một bà mẹ khi phải ép mình khi phải đẩy đứa con trai mình ra biển lửa, nhưng cũng may là đứa trẻ xinh đẹp đó rất hiểu chuyện và thương yêu mẹ mình. Dạ vâng, mẹ đừng lo nhé, Nhớ về cái khuôn mặt bé thơ của con trai mình và những gì mình và đứa con đã trải qua, bà không thể nào kiềm được nước mắt. Phu nhân ơi, a à tôi xin lỗi, đột nhiên tôi có chút nhớ lại chuyện ngày xưa thôi. Mà dù sao thì đây cũng không phải là lỗi của phó phòng Kang đâu, vì thằng nhóc bi vốn từ nhỏ đã không biểu lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài nên tôi đôi khi cũng không biết nó đang nghĩ gì. Đã thế những lúc nó bị stress, nó còn không quan tâm đến mình rồi còn dẫn đến ngất xỉu nữa. Vậy nên Tôi muốn nhờ Phó Phòng Cang một việc có hơi khó khăn một chút. Kết thúc buổi trò chuyện bằng một lời nhờ vả. Giám đốc Tê Iselbi từ trên lầu bước xuống để vừa lúc đi làm. A à xuống rồi kìa. Cả hai anh em họ cùng xuống thì đã thấy hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Và trong khi bước xuống, Su Jin thì hào hứng bước xuống dưới nhà để gặp gỡ mọi người. Còn anh trai của cô thì chỉ chú tâm đưa mắt nhìn tới cô thư ký riêng của mình đang cúi đầu kính cẩn chào. Chào buổi sáng giám đốc. Nhận được lời chào của cô ít Shelby không thể hiện cảm xúc gì hết. Anh chỉ đơn giản là ừm nhẹ một tiếng để đáp lại lời chào của cô và rồi bước xuống nhà với vòng tay đang dang rộng sẵn của mẹ mình. Nhưng mà, sự lạnh nhạt này cuối cùng là sao đây? Bước xuống cầu thang với vẻ chán nản, anh nhìn về phía Min Kyung đang cúi chào mình như cái máy. Giám đốc, xin chào buổi sáng ạ. À. Nhận lấy lời chào có phần máy móc của cô, anh vô cảm đến mức chả buồn nói. Thế nhưng vì lịch sự nên anh cũng ừm nhẹ lại cho xong chuyện. Và toàn bộ thái độ này của anh đã bị cô em gái thấy hết. Con trai, con ngủ có ngon không? Vâng mẹ, chào mẹ buổi sáng ạ. À. Nhìn thấy hai mẹ con họ thắm thiết gần gũi với nhau, Min Kiung chỉ biết đứng một góc mà quan sát họ. Con ăn sáng rồi hãy đi làm, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn hết cả rồi. Dạ không cần đâu ạ, à, con không ăn đâu. Hai, mặt con trai mẹ đã gầy đi tới chừng này rồi mà. Chắc tại tối qua con ăn nhiều đồ ăn quá, nên đến giờ bụng vẫn còn thấy no no ạ. À. Dù vậy thì lâu rồi con mới về nhà mà, ăn với mẹ với em đi rồi hãng đi. Hôm nay mẹ đã đặc biệt nấu canh sò mà con thích nữa đó. Con xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ ăn sáng rồi mới đi làm. Hừm, nhìn cảnh này làm mình nhớ bố mẹ quá. Hình ảnh ba người họ đầm ấm với nhau mà Min kiung cảm thấy vô cùng ấm lòng, vì dù sao anh cũng có cho mình một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc với đầy đủ tiếng cười. Và họ dĩ nhiên quan trọng hơn hết là, bọn họ ai cũng đặc biệt thương yêu anh. Trong lúc đang cười nói vui vẻ với mẹ mình thì anh bỗng phát hiện ra cô đang nhìn mình. Và tất nhiên, anh cũng chẳng ngần ngại mà nhìn ngược lại, khiến cô có chút bất ngờ vì phải mặt đối mặt như thế này. Tuy nhiên đó chưa phải là điều khó hiểu nhất đâu, bởi vì khi anh đi lướt qua cô, mọi cảm giác lạnh lẽo nó cứ như thể cũng lướt qua theo, khiến cô không biết làm gì ngoài việc phải cúi mặt như thế này thôi. Chuyển cảnh, nếu đã u ám quá thì ta qua với trợ lý Kim tràn đầy niềm vui. Cô có ổn không? Tôi nghĩ thuyết phục bên phía phu nhân sẽ nhanh hơn đó. Thôi không cần đâu, tôi phải tự làm thôi. Sự căng thẳng đến cùng cực khi đối diện với thứ trước mặt, nhưng dù vậy thì cô vẫn phải hoàn thành nó. Quả nhiên là phó phòng cang tràn đầy nhiệt huyết, tôi rất kính trọng cô đấy, cô thật sự rất tuyệt vời. Lời nhờ và khó khăn của phu nhân đó chính là thứ này đây. Một ly nước thuốc đựng trong một cái bình nước hình củ hành tây và một viên kẹo ngậm để ngậm sau khi uống xong. Cái, cái này, là gì vậy? Là một loại thuốc bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực khi chuyển mùa đó. Cái gì? Là thuốc bắc ư? Không phải đâu ạ. À. Nếu nói về loại thuốc này, thì nó là loại thuốc đặc biệt đã được ủ theo công thức đặc biệt trong suốt 3 ngày 3 đêm bởi một nhà dược sư đại tài người Trung Quốc. Hơn thế nữa, phòng khám đông y này đã được điều hành qua 7 thế hệ trong suốt 170 năm qua. Và tới thế hệ này, phòng khám đông y đã được truyền lại cho cháu trai của một đệ tử bậc thầy huyền thoại triều đại Joseon, Lee Jema. Và để tạo thứ thuốc hoàn hảo này, Bậc thầy Li Zema đã cất công chất góp bao nhiêu tinh túy của tất cả các loại thảo dược tốt nhất từ trước cho đến nay. Và tên chính xác của nó là thuốc thập toàn đại bổ ạ. À. Thì nó vẫn là thuốc bắc chứ còn gì nữa. Với lại cái cốc kỳ lạ này là sao nữa đây? Hi hi, lý do thuốc bắc khó uống đó chính là do màu sắc và mùi vị đặc trưng của nó. Nên tôi đã đặc biệt sử dụng cái cốc dễ thương này để anh có thể dễ dàng uống hơn á. À? Không chịu, cô tưởng tôi là con nít hay sao mà dụ kiểu đó hả? Tôi không uống tôi không uống đâu cô đem đổ hết đi ngay. Hai, quả nhiên là đáng sợ mà. Tại sao phu nhân lại nhờ vào một thứ quả thể đáng sợ như thế này được chứ? Dưới góc nhìn của Min Ki Ung lúc này, anh chẳng khác gì một con si ba tới giờ động kinh hết cả. Hãy nhận lấy cái này và chăm sóc con trai tôi. Vâng, phu nhân đừng lo. Thế nhưng khi nghĩ tới đồng tiền à à không không, là vì trách nhiệm với đồng tiền, nên cô quyết tâm sẽ làm được. Bonus thêm là phong bì của mẹ nam chín tài phiệt cho quá là khủng khiếp nên cô không thể nào từ chối được và để thành công với chiến dịch này cô buộc phải thay đổi chiến thuật giám đốc ơi tôi nghe nói lần này thuốc bắc đã được chế biến hơi khác đi một chút rồi đó không đắng cũng không có mùi một tí nào luôn với lại tôi còn cho bí quyết riêng của mình vào nữa nên anh chắc chắn sẽ uống được mấy đứa em ở nhà tôi cũng thế á đi mà đi mà tôi đảm bảo là anh sẽ uống được thôi bí quyết của cô là thêm vào một muỗng đường nhưng bí quyết để thuyết phục được anh đối với anh lúc này đó chính là sự tiếp xúc quá gần gũi và nhẹ nhàng của cô trời ơi gần quá. Cô, cô đừng có nói dối. Thì anh cứ thử uống một ngụm thử đi, xem tôi có nói dối không. Chỉ một ngụm thôi cũng là được rồi. Hơm ha, mùi thuốc cũng thật sự quá trời là thơm đi thôi. Bằng cái nét diễn Oscar của mình, Min Kyung thành công tạo được sự lung lay và đưa ly nước thuốc hình củ hành đến trước mặt con chó Shiba điên khủng. Nào giám đốc, anh uống thử đi. Min Kyung vui mừng hớn hở khi thấy anh đã dần dần tiến tới cái ống hút của ly nước. Đúng rồi, hãy nhanh uống đi. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ vị, vì anh đây phải đưa cái mũi chó của mình tới đánh hơi trước rồi mới duyệt trừ uống lị. Không, không được đâu mà. Đúng như cô dự đoán, con chó đó ngay khi ngửi ra cái mùi đáng sợ của thuốc Bắc thì liền hét ầm lên và dọi ngược về sau. Ai a à, chết tiệt, cái này mà là mùi thơm á hả? Thơm thơm cái củ lui á? Lộ bài, Min Kiung cố gắng diễn cái nét ngây thơ vô số tội. A à, ha ha, thì ra giám đốc không thích mùi này, còn tôi thấy mùi này thơm nên nói nó thơm thôi ý mà cái gì cơ cơ thích mùi này ư đập bàn cái rầm đứng dậy min ki bất ngờ trước cái hành động bộc phát của anh tôi tôi giám đốc phó phòng kang min ki -ung. vừa gọi tên cô mà anh vừa bước chân phi nhanh đến chỗ cô khiến cô sợ đến chảy cả mồ hôi hột số mình tận rồi bây giờ phải làm sao đây hình như anh ấy đang tức giận lắm không để cho cô có một giây suy nghĩ ít xeo bi liền áp sát tới tấn công cô trong mắt phó phòng kang Tôi dễ dãi đến mức mà cô có thể cầm cái ly đồ chơi để trêu đùa tôi như vậy sao? Là, là xạ hương. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Min Ki ông bí quá nên nói ra từ này, và từ này đã cứu cô trong một màn thua trong thấy. Cô nói sao cơ? Là, là mùi xạ hương. Nó, nó giống với mùi nước hoa, mà, mà giám đốc hay xài. Vậy, vậy nên, tôi đã nghĩ là anh sẽ thích nó. Giọng nói ấp úng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, động tác tay chân cũng trở nên quát quéo những hành động hiếm thấy này của cô đã khiến anh bất ngờ vô cùng. Và cũng chính vì cái lời nói này mà nội tâm cô lúc này nó đã muốn khóc thành tiếng Hán. Hu hu, mình vừa nói cái gì vậy trời? Sao mình có thể nói sừng hưu thành mông hưu một cách ngu ngơ như vậy chứ? Hu hu ôi mẹ ơi, đây là câu nói ngu ngốc nhất mà mình từng nói ra trong đời đấy. Thế nhưng bằng chính sự vô ý của mình, cô đã thành công thuyết phục được anh. A ah ha ha, hậm hĩnh thật đấy, Kang Min Kyung. Không để cho cô kịp phản ứng, Iselby với khuôn mặt đỏ ửng lên vì sự đáng yêu của Grad mà ngay lập tức tình nguyện đón nhận lấy ly nước thuốc đáng ngất và cũng vì với cái hành động cầm lấy ly nước củ hành quá nhanh quá lẹ đã thế anh còn hút nước thuốc một cái rộng như thể khiến cô như không dám tin vào mắt mình cái cái gì thế này nhưng không để anh có cảm giác khó chịu sau khi uống thuốc quá lâu cô ngay lập tức mở liền viên kẹo hức đáng quá đi giám đốc kẹo đây ngay khi anh vừa uống xong cô đã phi viên kẹo thẳng ngay vào trong miệng của anh và anh cũng ngay lập tức cúi xuống đớp lấy. Và trong cái khoảnh khắc mà anh đón lấy viên kẹo từ tay cô, đôi môi mềm mại của anh nó đã chạm vào đầu ngón tay của cô và dĩ nhiên cô cũng cảm nhận được sự va chạm từ cái bờ môi của anh nên đã đỏ mặt ngay tức khắc. Nhưng hơn thế nữa, trái tim cô nó đột nhiên lỗi một nhịp và đôi bàn tay của cô nó đã liền ngay lập tức mà rút về để che đậy nó. Sao vậy? Cô cũng muốn được ăn kẹo à? Cô Kang Min ung Với cái tư thế chẳng thể nào khiêu khích hơn, ít xeo bi tựa người vào chiếc bàn giám đốc của mình để trêu chọc cảm xúc của cô. Nếu như cô Kang Min Kyung đã thích như vậy, thì chúng ta cùng nhau uống thuốc bắc đi, có chịu không? Vẻ đẹp trai và đầy khiêu gợi của anh được tăng lên mấy bậc sau khi uống thuốc bắc do chính tay người mình thích chuẩn bị. Và với cái dáng vẻ này của anh, nó cũng là chất xúc tác đã làm cho Min Kyung dối bời cảm xúc hơn bao giờ hết. Đừng, đừng có trêu chọc tôi nữa. Sao hả? Vừa nãy cô mới là người chọc tôi cơ mà. Chọc, chọc cái gì chứ? Tôi làm gì có đâu, phụt, dễ thương quá đi. Trước sự phản ứng thái quá lên vì xấu hổ của cô, Icey cũng đã vô thức nói ra những gì mình nghĩ trong đầu, và cũng bằng chính cái câu nói nói ra trong vô thức đó của mình, anh đã thành công tạo nên một bầu không khí với cái vẻ mặt không thể nào kinh ngạc và bất ngờ của cô. Còn anh thì khi nhận ra điểm sai lầm trong lời nói của mình, thì đã ngay lập tức đứng hình và đổ mồ hôi hoảng hốt như chẳng thể tin vào thứ mình mới nói. Anh, anh vừa, vừa mới nói gì? Gì thế? Sao sao hả cô cô nói cái cái gì cơ qua bế tắc ít xeo bi đen mặt như cái lọ nồi mà không biết phải ứng biến làm sao thế nhưng rồi may mắn làm sao đã có một thứ đã cứu anh ra khỏi sự bối rối này là là cái ly này cái ly uống thuốc hình củ hành mà cô đã chuẩn bị cho anh chính là cứu tinh của anh ý ý tôi nói là cái ly dễ thương này nè oa wow, trời ơi cái ly hành tây này dễ thương quá đi mất thôi a ah, ha ah, ah, ha ah. trước một màn phản ứng hết giả chân của anh Min Kyung chấp tay lên mặt mà xúc động không thôi. Gì, gì vậy hả? Cái, cái biểu cảm của cô là sao? Cô không được hiểu lầm ý của tôi đâu đấy biết chưa? Hoảng quá rồi, ít xeo bi đành dùng chiêu cuối để ra lệnh cho cô, thế nhưng mọi chuyện đâu có như anh nghĩ đâu. Giám đốc, anh thích cái ly hành tây này thật sao? Hả, là sao? Ad -kun đứng hình mất 5 giây, ít xeo bi nhìn Min Kyung phản ứng mà ăn đứt mấy tấm hình đang phây. Mừng ghê luôn á, đây là lần đầu tiên tôi gặp người có cùng sở thích với tôi đấy hà hà ờ ờ đúng đúng vậy tôi tôi thích nó lắm ngoài miệng thì nói thế thôi chứ ai cũng thầm mừng trong bụng là chưa bị lộ chuyện và cũng chính vì câu nói đó mà ngày hôm sau trên bàn làm việc của anh đã xuất hiện cây bút hành tây cái này là gì vậy là quà đấy ạ à. biết anh thích nhân vật hoạt hình giống mình min Kiung không ngần ngại mà tặng anh thứ mình thích và anh khi đã nhận lấy cây bút và cầm nó trên tay anh cũng thử nắm bóp nó vài cái. Thế nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì mà anh khi cầm nó trên tay, anh các dần cảm thấy cái nhân vật và cây bút này mới đáng yêu làm sao. Chắc có lẽ vì chủ nhân của nó cũng dễ thương chăng. Quay trở lại với góc nhìn của Min Kyung thì cho tới bấy giờ, đây cũng đã là 10 năm cô vào công ty rồi và vị giám đốc TX Selby mà cô biết. Chính là người luôn có thể che giấu của xúc, suy nghĩ của mình bằng một nụ cười không thể nhìn thấu. Một người có thể điều khiển mọi cuộc đàm phán bằng cách nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Thì ra đây là lý do tại sao mà giám đốc Kim có thể tạo được thành tích cao trong thời gian qua. Thế nhưng vì sao tỷ lệ thiết lập mục tiêu lại thấp như thế này? Đây còn không phải là cửa hàng nhỏ ở địa phương mà nhỉ? Chuyện, chuyện đó, tình hình MS hiện tại là bao nhiêu phần trăm? Hơn nữa, anh ấy là một người sinh ra với phẩm chất là một người doanh nhân đại tài. Đến cả cái đó cũng cần tôi phải tự kiểm tra sao? Bị anh đồn tới bước đường cùng, Mấy tên giám đốc chỉ cúi gục đầu vì sự nhạy bén của anh. Thư ký Kang: "Vâng, có tôi." "Đúng vậy, anh ấy là con người như thế đấy." Mở nắp bút của cây bút hành tây, bi như một thói quen mà bóp lấy cái củ hành một cái, rồi mới đặt bút xuống ký giấy tờ. Hành tây bạch tuột sao? Trước sự chứng kiến của những vị giám đốc cấp trên T bi vẫn ung dung sử dụng cây bút hành tây bạch tuột dễ thương mà cô đã tặng để ký duyệt các giấy tờ quan trọng của công ty. Còn Min Kyung thì chỉ biết im lặng mà nhìn anh làm việc đó, mà hình ảnh tương phản này nó cứ dễ thương sao sao ấy nhỉ. Sửa đổi lại nội dung rồi báo cáo lại cho tôi. Vâng, tôi biết rồi ạ, à, thưa giám đốc. Và sau khi đã giáo huấn xong các cấp dưới của mình, anh liền thể hiện cái uy quyền của một người cấp cao. Thuốc đắng thì dã tật, phải uống thuốc đắng thì mới sống khỏe mạnh. Còn kẹo thì có thể mua ở các cửa hàng nhỏ, nhưng nó lại không tốt cho sức khỏe. Một câu nói tuy không quá khó hiểu như ý nghĩa của nó là răng đem mấy tên giám đốc là làm việc cho nghiêm túc vào, đừng để anh đầy lóng, nghe chửa. Kết thúc buổi họp, ai nấy ra về với mồ hôi chảy dài trên trán. Hai, tôi cứ tưởng giám đốc đã dễ hơn xưa nhưng không ngờ lại khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Thấy các vị giám đốc về, Min ki Kyung cũng lịch sự đứng dậy cúi chào. Thế nhưng vì cô cũng là một người trẻ có năng lực xuất chúng vang danh khắp tập đoàn và cô cũng là thư ký của anh nên mọi người cũng có chút rèn cô. Ăn nói cho cẩn thận đấy. Ừm, biết rồi, thiệt tình à. Tiễn mọi người ra về xong, cô liền tiến tới phòng anh để làm một việc không thể thiếu mỗi ngày. Giám đốc, đến giờ uống thuốc rồi à. Thôi, không thích đâu. Hồi nay giám đốc mới nói thuốc đắng dã tật mà. Không, tôi không có nói à nha. Khi không còn ai ở đó thì anh liền trở về với bản chất là một đứa trẻ và cô khi này thì cũng sẽ trở thành một người bạn của anh và sẽ bắt ép anh uống thuốc cho bằng được. Mặc dù cuộc chiến uống thuốc này lúc nào cũng khó khăn như dẹp loạn 12 sứ quân, nhưng lúc nào nó cũng nhiều cảm xúc hết. Anh ấy lúc nào cũng đeo mặt nạ lạnh lùng, muốn thể hiện sao thì thể hiện. Nhưng sự thật rằng, anh ấy luôn cư xử giống như trẻ con trước mặt mình. Và anh ấy luôn làm cho tâm trí mình hỗn loạn. Chỉ là uống thuốc thôi, nhưng cả hai người dều trông cứ như thể đang chơi một trò chơi cảm xúc. Vì ai nấy đều rung động trước đối phương mất tiêu rồi. Phó phòng Cang, hôm nay giám đốc không đến sao? Hả? À, sao cơ? Sau khi đã cho anh uống thuốc xong thì cô liền xuống văn phòng luật sư cho khu resort để làm việc, thế nhưng vì một câu hỏi của đồng nghiệp mà cô đã vô cùng bất ngờ. Phó phòng Kang thông cảm, trợ lý Yang từ sau cái lần được thấy giám đốc là toàn nói về chuyện đó thôi. Dĩ nhiên là tôi phải như vậy rồi, bởi vì vốn dĩ giám đốc TX Selby là một người rất khó gặp mặt với chúng ta mà. Trước giờ tôi chỉ toàn nghe tin đồn thôi nên khi được gặp giám đốc ở ngoài tôi cứ tưởng đâu là người mẫu quảng cáo của công ty không đấy. Tôi ghen tị với phó phòng Kang thật đấy ngày nào cũng được chiêm ngưỡng dung nhan cực phẩm đó a à, ha ha vậy sao trợ lý Hang à trong tình huống đó mà cô còn nghĩ được vậy sao mà cô có biết là vị giám đốc đó đáng sợ lắm không đương nhiên rồi một chàng trai đẹp như thế thì làm sao mà dễ tính được nói rồi cái tự nhiên cha nội luật sư minji ho diễn cái nét đẹp trai của mình ra tại ảnh biết mình đẹp trai đó trời tôi tôi nữa hả anh hyun seong cũng được xét vào diện đẹp trai nhưng ảnh có liêm sĩ hơn cha nội kia a à, ha ha Đương nhiên rồi, luật sư cũng là đẹp trai luôn ý. Ha ha cảm ơn ơn cô, nhưng mà trợ lý Yang này, phó phòng càng bận lắm, cô mau cho cô ấy đi đi. Và cũng chính bằng sự gợi nhớ của trợ lý Yang mà Min Kyung cũng dần để ý đến sự hiện diện của anh. Vì cô đúng là luôn đi theo sát mọi hành động của anh nên cô cũng có thể dễ dàng quan sát anh ở tất cả mọi nơi. Từ những lúc đi gặp khách hàng đối tác cho tới những buổi họp cấp cao với vô số nhân vật tay to mặt lớn, thì cô vẫn ở đó, mọi lúc mọi nơi, đều nhìn về phía anh đôi khi cô còn hiểu rõ về anh hơn, hơn là cô hiểu rõ chính mình. Nhưng cũng có đôi lúc, hành động của anh nó khó đoán lắm, cứ như một đứa trẻ vậy đó. Có thể nói mọi thứ về anh nó cứ khiến cho cô thật khó kiểm soát nhưng đôi khi nó cũng thật dễ đoán. Nhưng dẫu có thế nào, thì anh luôn nào trái tim cô lung lây. Và để đối phó với một TXLB như vậy, thì cô vẫn phải luôn tìm cách để đối phó với nó. Bởi vì mỗi khi anh ấy cầu nhau như một đứa trẻ, mỗi khi anh ấy bắt nạt bản thân cô, và mỗi khi anh ấy cười với cái biểu cảm đó, cô đều cảm giác như mình đã trở thành một người đặc biệt. Cảm xúc dối bời, Min Kyung chọn cách chạy bộ để giải tỏa nổi niềm thầm kính của bản thân, thế nhưng trước mặt cô lúc này, đó chính là hình bóng quen thuộc của ai đó. Phó phòng Kang ơi, một người con trai đang chạy về phía cô với tiếng gọi thánh thoát, Min Kyung có gắn nheo mắt để trông thấy rõ hơn vì hiện tại cô không đeo kính. Nhưng mà cô chẳng cần phải nheo mắt thế chi nữa đâu, bởi vì người con trai đó đã đang chạy tới ngày một rõ hơn và trái tim cô khi biết có người nào đó đang đến gần thì cũng không biết lý do tại sao nó lại đập nhanh hơn. Mà chắc có lẽ vì sự tỏa sáng của người con trai đó nên trái tim cô nó như thế sao? Ừm, chắc có lẽ là vậy thật rồi, thì người con trai đó chính là Tex Selby và nụ cười của anh sáng như ngọn đèn hải đăng vậy. Giống như bây giờ, cảm xúc lúc đó giống như bây giờ. Trong mắt cô lúc này đây chỉ toàn hình bóng của anh và anh cũng đã đang xuất hiện trước mặt cô với sự ngương ngác đến vô cùng của tâm trí và cả trái tim dùng hết cả sức lực để chạy đến bên cô, ít xeo bị thở hồng hộc ra vì mệt. A à, giám đốc, phó phòng Kang, Min Kyung gỡ tai nghe trên tai mình xuống vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Tôi, tôi đã gọi cho cô, rất nhiều từ phía bên kia, học học học. Tôi xin lỗi, vì đeo tai nghe nên tôi không nghe thấy gì cả. Không sao, được gặp cô ở đây là tôi đã vui rồi. Vừa mệt nhưng cũng vừa vui, ít xeo bi đỏ mặt vì được gặp người mình thích ở ngoài công ty như thế này và cũng vì sự có mặt của anh ở đây nên hai người đã chọn cách đi dạo với nhau dọc theo bờ sông Hàn, thay vì là chạy bộ tiếp. Ồ, hóa ra là nhà của Phó phòng Kang cũng ở gần đây sao? Cô sống rất là gần nhà của tôi luôn ấy nhỉ. Ngoài mặt thì tỉnh mơ nhưng bên trong thì nội tâm đang phát cuồng. Kang Min Kyung, cuối tuần cô thường ăn mặc đẹp vậy sao? Vâng, chỗ này gần công ty mà giao thông cũng thuận lợi nữa. Vậy sao, sao tôi ít khi gặp cô thế nhỉ? Tôi gần đây cũng hay chạy bộ mà. À là tại dạo gần đây tôi có hơi mệt nên mới nghỉ tập mấy ngày, mà giám đốc thường hay chạy bộ ở đây lắm sao? Hỏi chúng tim đen, ít xeo bi nhột dữ lắm rồi, thế nhưng vì cô đã hỏi han quan tâm nên anh cũng khoái dữ lắm. E hèm, đúng vậy, gần đây tôi mới bắt đầu nó như một sở thích. Khi suy nghĩ trống rỗng thì không có gì tốt hơn bằng việc chạy bộ ở sông Hàn. Ồ à, thật sao? Mỗi lần tôi bị bế tắt trong công việc tôi cũng thường ra đây để chạy. Ồ, sao có thể tình cờ thế nhỉ? bước đầu hình thành điểm chung thành công công ơn này phần lớn thuộc về trợ lý kim good job lắm trợ lý kim nai nice, sử nai nice. sử vậy hôm nay khi chạy cô đã nghĩ gì thế hả sao ạ à? cái cái đó đúng người đúng thời điểm mục đích cô chạy ngày hôm nay là nghĩ về anh thế mà anh lại xuất hiện nên cô chẳng thể nói ra điều đó được tôi tôi chỉ đang nghĩ là không biết kế hoạch quảng cáo marketing nộp lên như thế nào thôi ạ à. hả cái đó vì không thấy feedback gì nên tôi Thấy cô chẳng có việc gì để tâm khác ngoài công việc nên anh có chút hơi thất vọng. Mà dĩ nhiên anh nghĩ thế cũng đúng thôi, vì làm sao anh biết trong đầu cô đang nghĩ gì đâu. Đúng vậy, mình là giám đốc của Kang Min Kyung. Và cô ấy thì chỉ đang là vô tình gặp cấp trên của mình vào ngày nghỉ thôi. Hừng, mình đúng là tệ mà. Phó phòng Kang, tôi đi trước đây. Chúc cô cuối tuần vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại cô ở công ty. Mối quan hệ cấp trên và cấp dưới này nó mới khó nói làm sao không ai dám sống thật với cảm xúc của bản thân vì sự cách biệt giai cấp. Và nguồn cơn để bắt nguồn câu chuyện này nó phải bắt đầu vào 10 năm trước, khi anh và cô cùng vào công ty vào một thời điểm. Khi đó mình và cô ấy đã có duyên để gặp nhau, nhưng sau 10 năm, mình đã trở thành giám đốc còn cô ấy bây giờ là thư ký của mình. Nhưng nếu giả sử, mình không phải là T.X. Selby, cháu trai của chủ tịch tập đoàn thì sao? Và nếu như chúng ta chỉ là những người đồng nghiệp bình thường thôi thì sẽ như thế nào? Mình liệu có được trò chuyện với cô ấy? mình liệu có được mua cà phê loại bình thường cho cô ấy và cùng nhau uống như những người bạn bình thường không hơn thế nữa mình có thể cùng đi ăn với cô ấy và trò chuyện vui vẻ như những người bạn tâm giao có được không và nếu như mình không phải là cấp trên của cô ấy à không nếu như cô ấy không phải là thư ký của mình thì chúng ta sẽ có một kết cục khác không sự khác biệt là quá lớn vì sự xuất hiện của anh khi đi đến đâu là đều sẽ nhận cái cúi đầu của người khác đến đó và đó sẽ là giải phân cách nó rất khó để xóa nhỏa đi Vậy là anh sẽ kết hôn với mối tình đầu năm cấp 3 sao? Vâng, tháng 3 năm nay chúng tôi sẽ làm lễ cưới đó. Trai đẹp Min Ji Hun là hoa có chủ và tuyên bố của anh đã làm cho những thiếu nữ trong công ty vô cùng tiếc nuối. Oa, oh, à, lãng mạn quá đi. Hu hu, quả nhiên là đàn ông tốt thì đều đã có chủ hết rồi. Trợ lý Kim cô quên chúng ra còn luật sư Lee sao? Nếu cô muốn thì tôi sẽ đứng ra làm người mai mối cho hai người. Anh Hyun Seong chỉ biết cười sượng với trò đùa dô duyên của cha nội này. Hả? Luật sư không có bạn gái sao? Tôi cứ tưởng anh đương nhiên là có người yêu không rồi cơ đấy. Tôi sao? Vâng, không phải anh đang hẹn hò với phó phòng Căng hả? Hả? Không có. Cả hai người đồng thanh lên tiếng phủ nhận. Ủa, không phải ư? Tôi nghe nói hai người đã quen biết nhau từ trước. Đúng đó, thỉnh thoảng tan làm tôi còn thấy hai người đi về chung tình cảm lắm mà. Ha ha, thỉnh thoảng bọn tôi cũng hay bị hiểu lầm như vậy lắm, nhưng đó chỉ là luật sư Ly vốn đối xử rất tốt với tôi thôi. Ờ vậy sao hai người không quen nhau luôn đi sao sao cơ ạ à? thì hai người nhìn hợp nhau lắm còn gì nghề nghiệp ổn định tính cách tốt con người cũng đẹp không phải cả hai cũng đã đến tuổi để kết hôn rồi sao bây giờ đồng ý là vẫn chưa muộn mà ây không phải đâu chúng tôi vốn là quan hệ giống như gia đình nếu vậy thì càng tốt sống đến từng tuổi này rồi nên theo tôi thấy chúng ta nên kết hôn với người mà mình thấy thoải mái thì tốt hơn chứ như mấy cô gái ngốc nghếch cứ theo đuôi mấy tên đàn ông đẹp trai mà chẳng hề có ích gì Thế nên thay vào đó, phụ nữ chỉ hạnh phúc khi gặp người đàn ông xem mình như công chúa thôi. Với cả cô Kang Min Kyung, cô rất thông minh mà. Min Kyung im lặng trước những lời nhận xét của người đàn ông này, thì về cơ bản ông ta nói cũng đúng chứ không có sai. Thế nhưng vì để không để người khác làm phiền cô nữa nên anh Hyun Seong lên tiếng ngăn ông ta lại. Trưởng phòng sao thế, anh đang làm cho phó phòng Kang thấy khó xử đó. Hửm, ừ, sao vậy, cậu không thích hả? Phó phòng của chúng ta nhìn thế thôi chứ khuôn mặt nhìn kỹ thì cũng đẹp lắm đó ha 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 trưởng phòng ơi anh có biết gần đây cái này gọi là quấy rối công sở không anh mà không dừng lại thì các nhân viên sẽ hiểu lầm đấy nghe mà rén cha nội trưởng phòng vội nói đỡ cho mình ha 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 tôi biết mà tôi chỉ nói chơi thôi minh ki ung cũng hài hước nói chem vào vài câu cho vui nhà vui cửa ha 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 nếu trưởng phòng có biết người đàn ông nào như anh hyun seong thì giới thiệu cho tôi đi tôi sẽ kết hôn với người đó liền luôn được được tôi sẽ tìm giúp cô nha ha 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 kết thúc giờ ăn trưa với đầy ấp tiếng cười, mọi người ai nấy đều trở về với công việc. Hai, hình như chúng ta già rồi, bây giờ nói chuyện không còn ai nói đến yêu đương nữa mà là kết hôn luôn. Đúng đó, mẹ anh dạo này cũng cứ hay bảo anh đi xem mắt đi. Thật sao? Dì cũng nói với anh vậy ư? Nhưng mà chẳng phải để tiến đến kết hôn thì ta phải bắt từ bước yêu đương trước sao? Cứ như em bận muốn chết thì yêu đương cái gì cơ chứ? Với lại em cũng ghét phải bận tâm đến ai đó lắm. A, à, đằng kia kìa. Là giám đốc TXLB đó. Đang nói chuyện yêu đương thì bỗng mọi người xung quanh đó ai cũng nhốn nhào lên bởi vì sự xuất hiện của TXLB không khác gì một idol vậy, có khi còn hơn thế. Thế nhưng cũng chính trong cái đám đông nhốn nhào đó, anh đã bắt gặp lấy cô. Và cô thì cũng thế, cô cũng vô tình bắt gặp cái ánh mắt của anh. Nhưng mà trong khoảng cách nhất định đấy, hai con người đứng cách nhau tuy có thể không xa lắm nhưng yêu đó cũng đã đủ thể hiện sự khác biệt về mọi thứ và quan trọng là họ không thuộc về nhau. A. À, đằng kia kìa là giám đốc tx bì đó đám đông nhốn nhào lên vì sự xuất hiện của anh và cũng trong cái đám đông đó anh đã vô tình bắt gặp lấy ánh mắt của cô và mặc dù ban đầu có vẻ chỉ là vô tình là thế nhưng rõ ràng khi đã trông thấy cô rồi thì anh đã nghiêm túc mà nhìn thẳng vào cô và cô đối diện với ánh mắt nghiêm túc đó của anh trái tim cô nó dường như cũng đã có chút thổn thức đi một nhịp nhưng mà dẫu có thế đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người vẫn quá lớn một khoảng cách tuy có thể không quá cách xa về mặt địa lý, nhưng lại là một khoảng cách không bao giờ có thể với khi nói về sự tương thích của hai trái tim. Bởi vì điều minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này, đó chính là cái cúi đầu chào của cô trông không khác gì những người khác khi trông thấy anh cả. Đi lướt qua nơi cô đứng, trông thấy cô cúi đầu chào mình như một cấp trên và bên cạnh cô là người anh thân thiết. Lòng anh nó dâng lên một cảm xúc kỳ lạ đến khó tả, thế nhưng vì định mệnh nó đã sắp đặt nên anh trước mắt vẫn phải tuân mệnh theo. Nghe nói sân cỏ ở An Nam rất đẹp, giám đốc Tê từng đến nơi đó chưa? Ồ vâng, tôi đến rồi. Vậy chúng ta hãy đi đến đó trước khi kết thúc mùa giải đi. Ha ha, được thôi. Khi bóng dáng anh dần khuất xa dần, thì mọi nhân viên cũng vì thế mà được ngẩn đầu dậy. Và dĩ nhiên Min Kyung cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng rồi bỗng đột nhiên anh Hyun Seong đặt tay lên vai cô, khiến cô quay trở lại với cuộc sống bình thường. Em làm gì thế Min Kyung? Chúng ta hãy cùng đi thôi. À à vâng đi thôi ạ. Cảm xúc còn vương vấn đôi chút, Min Kyung vẫn chưa quen lắm với cách hành xử này. Và cũng cùng lúc đó, giám đốc Iselbi đã quay đầu lại nhìn cô. Nhưng cô lúc này đây đã đang đi ngược hướng lại với anh mất tiêu rồi. Đã thế, anh Hyun Seong còn cố tình khoác tay lên vai cô và làm những hành động có ý chỉ thân mặt nữa chứ. Trước sự chứng kiến gần gũi đó của hai người, đôi mắt Iselbi ngập tràn lên một màu lửa hận. Hận cho chính mình khi thấy nụ cười của cô không thể thuộc về mình như những người bình thường khác hận khi thấy tên anh trai mang tiếng là anh trai thân thiết lại đang ung dung tán gẫu với người anh muốn quan tâm và để ý. Đã thế cái tên người anh thân thiết của cô lại liếc mắt nhìn anh, khiến cho mọi cảm xúc là giác quan trên người anh bùng nổ. Và cuối cùng, cái tên anh trai của cô lại dắt cô đi như lúc ấy và cũng với cái nụ cười điều cảm đấy. Cảm giác hắn đang như thể tỏa ra mình là người chiếc thắng và thành công mang cô rời xa anh, mỗi lúc một nhiều hơn, cho đến khi hình bóng cô và hắn khuất dần đi trong đám đông. Đờ mơ chết tiệt. Về tới văn phòng của mình, anh ngay lập sự giải phóng của năng lượng tiêu cực khi nãy và đồng nghĩa với việc đó là nó đã khiến anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình mỗi lúc một nhiều hơn. Thằng chó khốn khiếp, hắn là ta là cái thá gì mà dám sờ soạng Kang Ki-ung như thế chứ? Đúng là thứ điên khùng biến thái tâm thần, cái gì chỉ là anh trai thân thiết cơ chứ, đúng là thật nực cười. Từ ánh mắt của hắn thôi đã thấy hắn là một tên kỳ lạ rồi. Vậy mà cô vẫn tin lời của tên đó nói sao? Kang Minkyung, cô là đồ ngốc ư? không khoang đã không lẽ hai người bọn họ là mối quan hệ đó nghĩ lại thì lúc đó ở khách sạn nói không chừng là bọn họ đang đấm chìm trong suy nghĩ đen tối do sự ghen tuông mù quán thì bỗng nhiên có cô đến cốc 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 giám đốc anh ăn chưa có ngon miệng không buổi chiều sẽ bắt đầu buổi họp báo đấy hạ mặc kệ anh không trả lời cô vẫn luôn miệng thông báo lịch trình của anh như bình thường lịch trình buổi chiều là xem xét phương án để hoàn thành promotion trong quý này sau đó anh có một cuộc họp với các trưởng phòng. Kế tiếp nữa là lịch trình để đến chi nhanh su u. Không nghe lột tai một chữ nào cô nói, ít bi chỉ úp mặt xuống bàn, mãi cho đến khi cô thông báo lịch trình cuối cùng là báo cáo về kiểm toán, thì anh mới bắt đầu lên tiếng nói đầu tiên. Cô Kang Min Kyung, dù hai người có đang hẹn hò hay không không phải là việc của tôi, nhưng đã là ở trong công ty thì phải công ty phân minh chứ. Hả, à, ý, ý anh là sao? Hừ, cô không biết nên mới hỏi à bi đã hết chịu nổi nữa rồi mà ngay lập tức đứng ngay tức mặt cô, khiến cho cô vô cùng hoang mang và lo lắng. đã thế từ sau câu nói đó, bầu không khí trong phòng đã trở nên vô cùng ảm đạm và anh thì cũng vì thế mà tâm trạng đã càng ngày càng tệ hơn với ngôn từ cũng càng lúc bất kiểm soát. Hai, cô Kang Min Kyung, cô nghĩ mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy một cộng sự thân thiết lại có mối quan hệ với luật sư riêng của công ty? Giám đốc, anh hiểu lầm rồi. Luật sư Lee Hyun Seong chỉ là anh trai thân thiết. Ý cô muốn nói như thế và bảo tôi phải tin cái lời đó, trong khi chính mắt tôi nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào một phòng khách sạn. Điều khó vậy mà cô cũng bắt tôi nghĩ sao? Min Kiung im lặng chẳng nói lời nào, cuộc trò chuyện của họ đã hoàn toàn chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Và anh khi đã nhận ra lời mình nói có phần hơi quá đáng, anh đã liền hối hận và tính bào chữa ngay lập tức. Hai, tôi, lời tôi nói có hơi, vâng, tôi hiểu rồi giám đốc. Sau này tôi sẽ chú ý hơn trong vấn đề này. Không để cho anh kịp biện minh cho mình lấy một lời, Min Kyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh như chưa từng có câu nói tổn thương đó xảy ra. Thế nhưng khi trở về nhà, cô mới bộc lộ ra được cảm xúc thật sự của mình. Và khi cô đang nằm buồn bã tuổi thân trên chiếc giường quen thuộc, thì bỗng ở phía bên ngoài cửa có tiếng ai đó trở về. A-se-a-a, Kang -a, Min Kiung của mình ơi, hôm nay tổ chức tiệc thôi nào. Min Kiung mừng rỡ chạy ra đón bạn, vì cô nàng chí COT này của cô mới đi công tác về. Chẳng mất bao lâu thì một bàn tiệc nho nhỏ đã được chuẩn bị xong, mấy cô gái lúc này đây cũng bắt đầu nhập tiệc. Và để bữa tiệc vui hơn thì xe A đã thông báo một tin vui đến cho cô bạn của mình nghe. Vậy nên tạp chí của bọn mình đã giành được quyền phỏng vấn độc quyền với ngài Patrick Forbes từ TV luôn đó. Wow, chúc mừng nhé, thật là tuyệt quá đi. Hi hi, vẫn còn đang off the record nên cậu đừng nói với ai nhé, mà nghe nói tháng sau sau nữa là ngài ấy sẽ đến Hàn Quốc đấy. Đỉnh thật đó xe ạ. Vi không phải là doanh nghiệp thời trang được chú ý nhất trong giới thời trang gần đây sao? Đúng vậy, đúng vậy, quả là không ủng chuyến bay 15 tiếng tới Pháp của mình. À mà mình có mua quà cho cậu đó, Min Kyung. Một món quà đắt tiền chứ trả đùa, Min Kyung nhìn mà có chút xén. Đây chẳng phải là đồ đắt tiền sao, nhưng mà tớ cũng đâu thường xuyên dùng mấy cái này. Thôi mà, tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu lắm, với lại cái này chỉ cần quắn nhẹ quanh cổ là tạo được điểm nhấn rồi. Thấy chưa, nhìn đi, không phải là rất đẹp sao không để cho cô bạn có cơ hội từ chối xe a à quả đúng là một người bạn tuyệt vời mà ai trên đời này cũng phải có cảm ơn cậu nhé tớ sẽ dùng vào những ngày quan trọng ha ha cái cậu này cậu đùng chỉ mãi nghĩ đến công việc nữa thỉnh thoảng cũng hãy ăn mặc xinh đẹp kiểu thế này rồi đi uống chút rượu đi đột nhiên nghe lời bạn mình nói mà tâm trí cô nó bỗng nhiên hiện về hình bóng của anh cậu sao thế à không không có gì đâu Nhìn thấu cô bạn của mình đang có điều gì đó tâm tư, nên người bạn tốt này cũng không ngần ngại mà cho cô một lời khuyên chân thành. Minh Kiung à, tớ mong cậu đừng suy nghĩ phức tạp quá lên. Cậu muốn thể hiện thật tốt trước mắt giám đốc đúng không?" Tuy lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó cô vẫn đáp lại như bình thường. "Đương, đương nhiên rồi. Anh ấy là giám đốc của tớ mà. Không phải vậy. Ý tớ là giữa phụ nữ đối với đàn ông kìa." "Gì chứ, không thể nào đâu, đối phương là TX CEO đó." Thì sao chứ, cậu đang bị anh ta thu hút mà. Thì, thì đương nhiên rồi. Một người đẹp trai như vậy cứ lượt lờ trước mắt thì cũng có lúc phải sao xuyến thôi. Nhưng mà nếu vậy thì toàn bộ nhân viên nữ trong công ty tớ đều thích giám đốc sao. Đã thế, tớ, tớ còn không thích anh ấy. Ngay lần đầu tiên gặp đã thấy suối quẩy rồi. Tớ hoàn toàn ghét người đàn ông như giám đốc. Quay trở về 10 năm trước, khi cả hai vẫn còn ở viện đào tạo. Hôm đó vẫn như mọi ngày, mọi người ai ấy đều tất bận với những câu chuyện phiếm và ít bi luôn là nhân vật chính. Cô nghe nói chuyện đó chưa? Mọi người nói đội của chúng ta là Dream Team đó. Dream Team sao? Thì là vì người đó đó. Tại sao người đứng đầu và người đúng thứ hai lại được xếp vào một nhóm cơ chứ? Chẳng phải ý là kêu chúng ta phải tôn sùng người đó hay sao? Hả? Nếu vậy nếu chúng ta không đứng nhất thì sẽ gặp bất lợi sao? Lý nào lại vậy? Thì chắc là thế rồi một người dù có đi ô nhưng lại thông qua con đường tuyển dụng chung thì chắc chắn là chỉ muốn tránh né điều tiếng của dư luận thôi ừm đúng đó nếu không thế thì sẽ có nhiều người thấy không thoải mái mọi người ai nấy đều không thừa nhận anh ai nấy đều cũng cho rằng anh là một người có thể chiếm mất vị trí mà họ khó khăn mới có được vì anh đơn giản là tài phiệt đời thứ ba thế nhưng dù cho đám đông có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì min kyung vẫn dành sự tôn trọng cho anh theo tôi nghĩ nếu anh ấy là người sử dụng ô dù để đi vào đây thì anh ấy sẽ không thể nào đứng ở thứ hạng hai đâu. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy nhỉ? Chỉ bằng một câu nói của thủ khoa đầu vào, mọi người ai nấy đều bắt đầu giãn ra và như để khích lệ tinh thần, Min Kyung đã lan tỏa tích cực của mình đến cho mọi người. Thôi nào, đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên. Dream Team, cái tên đó nghe cũng hay đó. Và cũng sau lần nói chuyện với các đồng nghiệp đấy, cô cũng đã mới có cơ hội diện kiến cái con người được bàn tán trong truyền thuyết. Hóa ra là người này cao hơn người khác hẳn một cái đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đã thế, giọng nói và cử chỉ của người này cũng dịu dàng thanh nhã nữa. Ôi trời đất ơi, sao con người bình thường như chúng con lại có một người đẹp như thế này chứ? Cứ như là hoàng tử bước ra từ trọng chuyện cổ tích vậy. Hai, thật muốn thể hiện thật tốt trước mặt anh ấy quá đi. Minh Kiung say đắm ngắm nhìn anh không dứt, đến nổi anh cũng nhìn lại mà trông thấy cô vẫn đang nhìn mình và rồi cô bỗng nhiên nhớ đến lời dặn khắt cốt ghi tâm của mẹ là hãy cười lên nếu chạm mắt ai đó thì nhất định phải cười lên nên cô cũng ngay lập tức thực hành nó lúc đầu mọi chuyện diễn ra có vẻ suôn sẻ thấy cô cười với mình nên anh cũng lịch sự cười lại còn cô khi thấy đã được anh đáp lại thì cô lại bật lên thêm chế độ mắt lấp la lá lấp lánh để đáp lại anh nhưng mọi chuyện đã dần trở nên đi quá xa và israel lúc này đây cũng đã hơi bắt đầu muốn từ chối vì trước mặt anh lúc này đây đó chính là hình ảnh cô nhìn anh cười y như con dở người. Bối rối với tình cảnh này quá, anh vội quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cô. Thời gian thắm thoát thôi đưa chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa và cô lúc này cũng đang bê khay thức ăn để đi tìm bàn để ăn. Thế rồi may mắn làm sao, cô vô tình bắt gặp anh đang ngồi ăn một mình. Lại với một chiêu bài cũ, thấy anh một cái là cái mặt cô nó tự động đù ra cười như con ngơ và anh khi thấy cô có biểu hiện như thế cũng toát cả mồ hôi hột. Nhưng vì lịch sự, anh đã mời cô ngồi xuống cùng mình. Ha ha ha, cô cứ ngồi đây đi. Vâng, cảm ơn anh. Khi mọi thứ đã dần ổn định lại rồi, thì hai người cũng bắt đầu phần cơm của mình và ăn nó. Thế nhưng với bản tính kén ăn, anh đã dành thời gian ra để lựa thức ăn. Min Kyung khi ấy đang ngồi đối diện anh thì đã khá bất ngờ với cái hành động này, đã thế anh còn ho ho mấy cái nữa nên cô liền lên tiếng hỏi hang. Này anh, anh bị dị ứng sao? Một câu hỏi khá đột ngột khi anh đang uống nước, nhưng anh cũng không ngần ngại mà trả lời câu hỏi của cô. Không có, sao cô lại hỏi thế? À vì nhìn anh có vẻ hơi bất tiện trong ăn uống thôi, cứ như thể giống như anh đang đau cổ họng hay cơ thể đang bị ngứa gì đó vậy. Ồ, hóa ra là vậy, mà cũng có thể anh bị ảnh hưởng do bụi bẩn hay là do máy sưởi gì rồi. Thấy cô quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của mình, ít xeo có vẻ như đã có chút cảm động. Không lẽ cô Kang Min Kyung cũng vậy sao? Thế nhưng cô nàng của chúng ta nào có thế? hả tôi sao làm gì có chứ tôi hoàn toàn khỏe mạnh bình thường à mà món thịt cá này được làm ngon lắm đấy nó không còn nghe chút mùi hôi tanh nào luôn anh cũng ăn thử một lần đi nhận được lời đề nghị của cô ít xeo bi cũng không ngần ngại mà gấp lấy một miếng cá thế nhưng cái nết ăn của anh nó cầu kỳ ba lá hẹ lắm bước đầu tiên là phải rẻ cá ra miếng nhỏ bước thứ hai là nặng vào cá một ít nước chanh rồi cuối cùng mới chịu bỏ nó rô miệng nhai nuốt và rồi kết quả bất ngờ thay anh không nghĩ món cá này sẽ ngon như vậy. Min Kyung khi thấy anh phản ứng tốt như thế thì cũng vô cùng vui. Ừ thì so với suy nghĩ, cô Kang Min Kyung ơi, vâng, tôi đây. Đang tính nói chuyện với cô thì cô đã quay mặt đi và nói chuyện với người khác mất tiêu rồi. Về bài tập được giao lúc sáng, à, cái đó á hả? Tôi nghĩ là nên đưa ra ví dụ cụ thể về dự án kinh doanh có liên quan đến ti cây ấy. Cô lúc nào cũng như thế đấy, đụng tới công việc thì lúc nào cũng nha hết cả. Cuối cùng là Giang rộng cánh tay ra thế này nữa là xong, mọi người thấy thế nào? Một bản phát thảo đội hình được cô phổ biến ra vô cùng chi tiết, khiến cho ai nấy đều phải tán dương cô hết lời. Wow, quả nhiên là cô Min Ki-ung là nhất, cô còn vẻ đẹp nữa cơ đấy. Hi hi cảm ơn mọi người, mọi người đã quá khen rồi. Thế nhưng dẫu bản phát thảo của cô trông có vẻ tuyệt hảo đến đâu thì vẫn luôn có một người phản đối nó. Cái, cái gì thế này? chỉ là tiết mục biểu diễn tài năng bình thường thôi mà cô làm như cuộc thi tài năng thế hả? đã là biểu diễn thì chúng ta cũng phải đạt giải nhất chứ vì chúng ta là dream team mà. thì ra là tinh máu chiến của cô từ khi còn trẻ đã có rồi, huống hồ chi là bây giờ. vậy ai muốn làm vai chính đây? tôi muốn để cứ anh T Excel bị làm nam chính. wow, hợp đấy. anh ấy đúng là hợp chất nam chính luôn, chắc là sẽ ngầu lắm đây. bị mọi người đồn vào thế khó, anh muốn từ chối nhưng cũng không thể làm gì. Thế nhưng, cái biểu cảm khó xử đó của anh đã được cô trông thấy. À tôi, tôi có đề xuất thế này. Khi nhóm trưởng lên tiếng thì mọi người ai nấy cũng dừng lại sự bàn tán và nghe cô nói. Tôi thì tôi đã nghĩ đến anh Choi Seong Yong trong lúc dựng vũ đạo. Đã thế, anh còn nói mình từng trong đội judo nữa mà đúng không? Trong phần highlight của buổi công diễn là nang người lên, không phải chúng nên để người có cơ bắp làm sao. Ý cô là cho tôi làm nam chín ư, bị dành mất spotlight với lại vô tình bị che là không có cơ bắp nên ít cũng hơi cay lắm. A ha ha, cô Kang Min Kyung, về cơ bắp thì tôi cũng đủ mà. ấy anh không cần phải quá cố sức làm gì đâu, vì dù không phải anh T ít Selby làm thì đội của chúng ta cũng có thể giành được giải nhất. Gì chứ, cỡ đó tôi cũng làm được mà. Anh nhà ta ảnh cáo rồi nên anh thể hiện sức mạnh đàn ông của mình liền. Và khi thấy anh có thể làm được như thế, thì ai nấy cũng vỗ tay tán thưởng. Min ki thì cũng đâu ngoại lệ. Thấy chưa, tôi nói là tôi làm được mà. Vâng, anh thật là giỏi quá đi. Nhận được tràn pháo tay tán thưởng của Min ki cùng với vẻ mặt không thể nào vui hơn của cô. Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến kỳ lạ. Vậy nhân vật chính của buổi công diễn sẽ là anh T.XLB và cô Song Eun-ju nhé. Ad -kun đứng hình mất 5 giây, XLB chưa kịp cảm động thì đã bị cô làm cho tức đến long sồng máu. Thậm chí anh còn liếc cô với ánh mắt hình viên đạn và cái mặt thì tỏa ra một mùi sắt khi nặng nề nữa chứ. Và cô khi thấy cái bản mặt đó của anh thì rén dữ lắm, thế nhưng cô đâu có biết gì đâu. Ôi trời ơi, bộ mình làm sai cái gì hả? Ánh mắt tóe ra sát khí cứ nhìn cô chăm chăm làm cô sợ dữ lắm, thế nhưng khi cô nhìn lại thì anh vội tránh ánh mắt của cô đi. Mà quả đúng sự khó hiểu này của anh cũng thật là khó quá đi, nó khiến cô chỉ biết thờ dài và tự hỏi trong đầu mình hàng vạn cậu vì sao mà thôi. Gì vậy chứ? Với những người khác sao anh lại cười nói bình thường, nhưng riêng tôi là tại sao không? Bây giờ đến phần thi máy bay giấy, mỗi đội sẽ cử ra hai người để tham gia phần thi này. Thể lệ cuộc thi sẽ được tính toán dựa theo thời gian bay và khoảng cách máy bay đạt được, kết quả của cặp đôi nào cao nhất thì sẽ được cộng thêm điểm của cả team. Và với Dream Team thì hai người với thành tích thủ khoa và á khoa sẽ tham gia phần thi này. Bực bội quá, lại là Kang Min ung nữa tại sao mình cứ phải bị dính líu tới cô ta hoài vậy chứ thật là phiền phức quá đi cuộc thi bắt đầu hai người bắt đầu thảo luận với nhau về công việc trước tiên chúng ta hãy chọn giấy đi mà cô nghĩ chúng ta nên làm màu nào cái nào cũng được vì có vẻ như chúng không có khác biệt về trọng lượng và kích thước giấy lắm này cô đã từng gấp máy bay chưa vậy hừm tuy tôi chưa đặc biệt gấp lần nào nhưng mà tôi có thể đoán được hình dạng máy bay có thể bay thuận lợi nhất trở ngại đầu tiên trong cuộc thi này đã xuất hiện đó chính là bất đồng suy nghĩ giữa hai người. Lý do là vì Min Ki-ung cô sống quá lý thuyết, những thứ mà cô phân tích như là vật lý từ trường, phản xạ duy vật và ti tỉ những thứ khác. Tuy là nó đúng nhưng nó là điều không quá cần thiết cho việc gấp máy bay giấy thông thường và thậm chí cô còn nói nhiều đến cái mức mà Excel bi xịt xì tin dâu lỗ tai luôn. Ôi trời ơi, rốt cuộc cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Chỉ là gấp máy bay đơn giản thôi mà, sao bây giờ mình bị cô ấy đưa ngoài vũ trụ luôn rồi? nếu muốn kéo dài thời gian bay thì ta phải xét đến vị trí của tâm khí động học và vân vân mây mây ồ ra ra là vậy sao Ừm, đúng vậy đó thở phào nhẹ nhõm khi tiết học mang tầm vũ trụ đã kết thúc ít xeo quyết tâm không để cô nói thêm một từ gì nữa nên anh chọn cách sung phong gấp máy bay luôn cho rồi chuyện trước tiên tôi sẽ gấp máy bay trước cho cô biết corat may mắn đấy vì tôi có sở thích gấp giấy hả cái gì anh thích gấp giấy sao tin chấn động Sở thích của tài phiệt đời thứ ba là gấp giấy nghệ thuật. Hô hô, đúng vậy, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực gấp máy bay giấy đó nha. Bằng chuyên gia này là do ông nội anh cấp cho anh chứ không ai dám cấp cho anh đâu à nha. Vậy giờ cô muốn tôi gấp gì đây? Máy bay chiến đấu, máy bay tàng tình, máy bay MH370, vân vân và mây mây. Nghe mà dối não, Min ki -ung một lần nữa lên cơn nghiện lý thuyết theo giống như mô típ của mấy cô nàng mọt sách. Chỉ, chỉ nghe tên thôi, thôi nên tôi cũng không biết nữa quả nhiên là phải biết cả hình dạng của nó. Hả, hình dạng gì cơ? Cái, cái đó đó, nó phải có chứ. Cánh máy bay nó phải thế lọ thế chai còn thân dưới thì nó sẽ. Si top, si top ngay lập tức cho tôi. Quá bế tắc quá bất mãn quá điên cuồng, ít xeo hết chịu nổi mà hét ầm lên và cô khi thấy anh gào thét lên như thế thì cũng nín dứt không dám nói nữa liền. Cô Kang Min Kiung, tại sao lúc nào làm việc cô cũng nghiêm túc hết vậy hả? Đây chỉ là một trận đấu thể hiện tình đồng đội gắn kết thôi mà. Sao, sao vậy được? Đã, đã làm thì phải hạng nhất chứ. Hơn nữa, đội giành được hạng một làm máy bay thì sẽ được tặng ti cay nốt một nữa đó. Thì ra lý do là thế, hỏi sao cô không phát cùng phát điên lên cho được. Nhưng đó chỉ là hàng tồn kho thôi mà, cô mê là mê cái gì chứ? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, vì bây giờ anh đã biết quyết tâm của cô là vì cái gì rồi. Tham vọng của cô Kang Min Kyung cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Vì vị trí số một nên cho dù có phải đặt cược cả tính mạng, thì cô vẫn sẽ làm nhỉ. Nhưng mà nếu vậy thì chắc sau này sẽ phải căng thẳng lắm đây, vì nếu cô Kang Min Kyung rất thích vị trí cao nhất nên khi vào được ti cay, cô sẽ dùng hết mọi cách để ngồi ở vị trí cao nhất đúng không? Gì, gì chứ, tại sao anh lại nói như vậy? Tôi, tôi đâu có ý đó đâu, mà logic của anh nhảy vọt nghiêm trọng quá rồi đấy. Đúng vậy, tôi vốn là khá là ích kỷ và hay tự làm theo ý mình mà. Tôi đã cố che giấu nó vậy mà giờ đây, cô đã phát hiện ra nó rồi. Khoảng khắc mà anh áp sát cô để tấn công về mặt cảm xúc thì anh đã thành công khiến cho trái tim của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi say đấm. Nhưng vì lòng tự trọng và lời đe dọa khi nãy nên cô có hơi chút rẻ ngang. Ờ ừm, vậy, vậy chuyện này tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Hai, chết tiệt. Quá bức xúc, ít anh đây cứ như bị làm cô làm nhục nên quê không thể nào dứt. Thế nhưng rồi vì cuộc thi này nên anh đã ngay lập tức bình tĩnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ơ, ờ, anh tê ít này. Đang tập trung gấp máy bay để cho kịp thời gian, thì cô bỗng gọi tên anh. Nhưng cô chỉ chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh như để làm lành, còn anh thì cũng không thèm trả lời cô nữa nên đã liền quay qua mà bắt tay vào làm máy bay giấy. Anh đừng lo, anh không giống một người như vậy đâu. Ngược lại thì nhìn anh càng lại thấy anh rất là lý trí và logic luôn. Thế ý cô là tôi lạnh lùng lắm chứ gì? Không, không phải, phải ngược lại nữa kìa mới đúng. Nhìn anh rất là dịu dàng ấm áp, lại còn rất lễ phép và thân thiệt nữa vậy là tôi đúng hoàn hảo rồi còn gì xị mặt xuống như để xin phép được che nhẹ bởi lúc đầu cô chỉ giả vờ một chút cho anh đỡ giận vậy mà anh tự luyến thấy bà cố thế nhưng do mọi thứ về anh nó đúng là hoàn hảo thật đến cả cái cách anh nhìn máy bay và làm máy bay thôi cũng rất là đẹp sao hả thấy được chưa vâng nó thật sự rất hoàn hảo tuy là không biết những lời cô nói ra có thật không thế nhưng vì do biểu cảm của cô nó quá chân thật và cộng với cảm xúc của cô mọi thứ nó cứ như truyền tải đến anh một hơi ấm khiến cho trái tim anh chợt cảm thấy run động. Hừm, lại là cái ánh mắt to tròn này. Biểu cảm của cô ấy trông giống như mình chẳng là gì cả. Cảm giác cứ như chỉ cần ở trước mặt cô ấy thì mình sẽ trở nên hẹp hòi và ích kỷ vậy. Hai, mình tổn thương lòng tự trọng quá đi. Vào lần công diễn tiết mục tài năng sắp tới, Dream Team bỗng nhiên gặp biến cố. Không còn cách nào khác, vì tôi là người duy nhất học thuộc tất cả các phần nên tôi sẽ thay thế cho cô Song Eun Du. Tôi xin lỗi mọi người, tôi nay công diễn mà tôi lại bị bong gân mất rồi. Nghe như sét đánh ngang tai, ít xeo bi hoảng hồn sau khi nhận tin dữ này. Trời ơi, sao lại thành ra nông nỗi này? Vậy, vậy bây giờ cô Kang Min Kyung sẽ làm động tác đó với tôi sao? Vâng, anh đừng lo lắng, vì tôi luôn rèn luyện cơ thể để đề phòng những trường hợp như thế này có thể xảy ra mà. Ai chứ tự tin Min Kyung có thừa, nhưng mà anh nhà ta đâu có được tự tin như cô vậy. Cái người này có gì là làm không được không vậy? hay chúng ta làm cái gì đó đơn giản đi bây giờ thay đổi vẫn còn kịp mà ơ ờ, không lẽ anh ít thấy khó quá ư tôi tôi sao tôi biết tôi và cô song ơn du có vóc dáng khác nhau nên anh thấy áp lực cũng phải hả áp lực ư a à, thôi vậy đi nếu như anh tê ít đã nói không làm được thì chúng ta nên đổi động tác đơn cái gì mà không được cỡ đó thì không thành vấn đề gì cả vì lòng tự trọng của một thằng con trai anh không cho phép mình chịu thua đặc biệt là chịu thua về sức mạnh cơ bắp cơ nữa chứ. Nhưng mà cũng chính vì cái sự hiếu thắng và mạnh miệng đó của mình nên bấy giờ đây, đứng trên sân khấu này, anh phải chịu trách nhiệm với nó. Hai, lại nữa rồi. Lại là với Kang Min Kyung nữa rồi. Tất cả là vì cái miệng trời đánh của mình nên giờ mình mới đứng đây. Và đây cũng chính là cái giá mà mình phải trả khi đã không thể vượt qua nổi cái sự khiêu khích đó. Mà chiều cao cô ấy cỡ bao nhiêu nhỉ? Chắc là tầm 170 đúng không? nếu vậy thì chắc sẽ nặng lắm đây. hai, thôi lỡ rồi, bây giờ cũng đâu thay đổi được nữa. cái khoảng khắc mà cô xoay một vòng lần cuối để anh tung đờ cô bay lên trời, cũng chính là khoảng khắc mà anh sẽ không bao giờ quên. ơ, ờ, sao lạ thế này? mọi thứ khác xa so với mình nghĩ. tuy cô ấy không nhỏ bé, nhưng cô ấy lại rất nhẹ. cảm giác như đang tung bay một nàng tiên lên trời vậy. và hơn thế nữa là, ngực, ngực của cô ấy, nó rất là trong lúc đang tung đỡ nàng tiên bay lên bầu trời đôi tay anh nó bắt đầu trơn trượt và cuối cùng là dẫn đến kết cục là vô tình chạm đến những thứ không nên chạm đến ngực cô ấy rất là bự ây a trong khoảng khắc mất cảnh giác ấy nàng tiên cùng với hai quả đào tiên to tướng ấy đã giáng xuống đầu anh mà không hề báo trước khiến cho anh vội mà bừng tỉnh khỏi cơn mê và khi đã thức dậy rồi hơi thở anh nó vẫn cứ thở ra hồng hộc mà chẳng thể nói lên lời đã thế khi anh vội vàng mở tấm chăn của mình ra thì anh cũng đã vô tình phát hiện những thứ đáng lẽ nó không nên xảy ra. Hả? Cái gì thế này? Một buổi sáng thức dậy với điều kinh hoàng, ít tắm rửa nhưng không thể trôi đi vẻ ngơ ngác kinh hoàng của mình. Tắm xong mặc áo chuẩn bị đi làm, nhưng tay chân run lên cầm cậm như giật kinh phong, đã thế trong đầu thì không ngừng chửi thề. Nghiêm trọng hơn là khi gặp mặt với cô, thì anh lại còn chẳng dám đối diện. Ôi trời ơi, cái thằng chó điên này, mày đã bị cái gì thế hả? Ít bi điên cuồng trong mơ, Lòng giận lên từng con sóng trào mà tự mắng chửi mình một cách thậm tệ. T. sao mày có thể mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy với cấp dưới của mày hả? Mày có còn là con người nữa không? Cảnh 19 cộng, cấm trình chiếu dưới mọi hình thức. Đã thế đối tượng trong mơ của mày lại là người đó nữa chứ? Ừ, tại sao cứ phải nhất thiết là Kang Min Kyung vậy hả? Cô thư ký robot nhiệt huyết trong sáng với một nhựa sống vô cùng lành mạnh. Sau một hồi vật vả với nội tâm, Isabel chọn cách quay về với Bình Yên để tỉnh tâm vô hạn. Hai, phải rồi, dạo gần đây chẳng qua là mình đã vất vả thôi. Hít một hơi thật sâu và tận hưởng giai điệu trong sáng của nhạc Beethoven. Isabel tưởng tượng mình như mình đang đứng trong khu vườn địa đàng mà thanh lọc tâm trí. Phải rồi, phải rồi, tất cả chỉ là ác mộng thôi. Mình chỉ cần bình tĩnh, hít thở sâu thì mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Nghĩ lại thì sao mình có thể lấy đối tượng là Kang Min Kyung được chứ? Cái người kỳ lạ toàn mặc áo thun hình toán học. Đã thế còn đeo kính cận với bộ trang phục của thập niên 80 nữa Ư ừ thì thật ra, khuôn mặt cô ấy trông cũng đẹp Còn ngực thì, ký ức tự động ùa về cái bộ ngực khổng lồ lúc đó Kế hoạch thanh lọc tâm trí của anh đã bị thất bại hoàn toàn Bốp, mày đúng là thằng tồi Tại sao mình lại như thế? Mình là TXLB cơ mà Tự đánh cho mình một cú đau điếng lên chán Anh cố gắng nghĩ ra cho mình một lý do để cứu vớt lại lòng tự trọng của bản thân Thời gian qua đã có rất nhiều người đến và tiếp cận mình với tâm tư đen tối. Từ diễn viên, idol, vận động viên, vận động viên, thậm chí là tới cả BD và vô số ti tỷ những người khác, vì chỉ cần miễn là con người ai đều cũng mê mệt mình như điếu đổ. Thế nhưng mình chưa bao giờ nao núng trước cám dỗ của sự sa ngã đó mà. Ôi, những con người trần tục, thật là như nhuốc quá đi. Thế hà có gì mình lại lấy đối tượng là một người, không hề có một chút hứng thú gì với mình như Kang Min Kiung chứ. Đầu óc trong sáng không hề có một vệt nhờ. Mà cũng phải thôi, khi phải kể đến ưu điểm của mình thì nó nhiều vô kể mà. Mình vừa cao, vừa đẹp trai, đã thế lại rất nhiều tiền và cũng rất là đáng yêu vô đối. Mình vốn có điểm gì thiếu sót đâu chứ, đang nạp thêm lòng tự trọng bằng cách chụp hình bằng áp. Hừm, đúng vậy, đừng có nghĩ theo hướng xấu nữa. Đó đơn thuần cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Là một người đàn ông khỏe mạnh thì điều đó là điều hiển nhiên rồi. Mình không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa. Đúng vậy, vì mình là một người đàn ông địch bự à không địch thực mà để duy trì sự ổn định trong tâm hồn anh mở bài Saen Sang Su của nhạc sĩ Swan để cảm nhận và phiêu theo từng giai điệu của nhạc hai cái thằng T bi tuyệt vời này tao thương mày quá đi đã cao giáo đẹp trai nhiều tiền lại còn tài giỏi đã thế sức khỏe lại còn sung mãn như vậy chẳng phải là quá vĩ đại cho một người đàn ông rồi sao đúng vậy mình có như vậy cũng không có vấn đề gì hai thời tiết hôm nay bên ngoài xe xe lạnh cùng với bầu không khí ấm áp trong văn phòng. Hơn nữa, tiếng nhạc du dương đầy tinh tế này, nó làm mình cảm thấy thật là buồn ngủ làm sao. Chào buổi sáng giám đốc. Đang bình yên thì Min Ki-ung bỗng xông vào, đã thế cô còn không mặc áo vest như mọi khi nên thành ra bộ ngực khổng lồ của cô nó cứ lộ lộ ra trước mắt anh. Ai á, gì 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 vậy, cái bộ đồ đó là sao? À, là do văn phòng mở lò sưởi nên tôi thấy hơi nóng. Cái dáng vẻ sexy quyết rũ khi vuốt tóc của cô lại càng cho không khí nóng thêm khiến cho cái tên Excel tê Shelby này càng trở nên kích động hơn cả mọi ngày. Vậy thì tắt ngay đi, nếu lạnh thì mặc thêm áo vào. Tôi có bảo cô mở lò sưởi đâu hả? Tại giám đốc dễ bị lạnh mà. Không, thực hiện chính sách giảm khí thải carbon đi. Từ năm nay công ty chúng ta sẽ trở thành doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Thế nên cô mau tắt mau lên mau lên. Vâng vâng, tôi tắt ngay đây. Đập bàn rầm rầm vì quá kích động, thế nhưng trong mắt cô anh không khác gì một con chó Shiba đến giờ phát bệnh dại hết. Hừ anh lại bị sao nữa vậy trời? Cô may ra ngoài đi, ngay lập tức cho tôi. Đừng có xuất hiện trước mặt tôi cho đến khi tôi gọi vào. Tiếng mắng vang vọng khắp tòa nhà công ty, Min Ki ôm cục tức đó cho đến khi tối luôn cũng không biết mình làm ở đâu sai. Và cô phải đành giải bày những nổi uất ức đó ra với các trí cốt của mình. Anh ta cứ thế đột nhiên nổi quạo lên như con chó điên, lần đầu tiên tớ thấy một người bệnh hoạn nặng như anh ta vậy luôn đó. Hả, bữa giờ tớ thấy cũng ổn lắm mà, sao tự nhiên lại vậy rồi? Hừm, anh ta đúng là một người kỳ lạ nhưng nhìn anh ta cũng đâu đến nổi vậy đâu hai mọi người mà thấy cách anh ta giả bộ tử tế trước mặt người khác thì chắc chắn sẽ không tin đâu cùng là một người đâu cái thái độ cười nhạt giọng nói thì hạ lên hạ xuống giả vờ nghiêm túc nhìn chung thấy mắc cười lắm kìa mà sao trên đời này có một người chưa chẽn thế không biết mỗi lần nhìn thấy anh ta từ phía sau là mình muốn đánh cho anh ta một cáu đau điếng để cho hả dạ ha ha đây là lần đầu em thấy min kyung chửi a à đó như thế này đấy đúng không anh Đúng vậy, chắc em ấy đã phải mệt mỏi lắm. Thôi nào, chúng ta cùng đi đi. Hay, mệt mỏi gì đâu, chẳng có gì to tát cả. Cứ bảo anh ta cứ tiếp tục đi, em chả sợ. Nhìn thấy thái độ và sự tự tin đến khác lạ của cô, anh Hyung Seong có chút hơi lo lắng. Min Kyung à, em đừng giữ lòng tự trọng của mình cao như thế. Em hãy thử suy nghĩ một cách khách quan đi. Em đã làm việc ở Ti Cay 10 năm rồi, với năng lực của em thì thừa sức để trở thành phó giám đốc trẻ tuổi nhất em không cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng khi phải làm việc dưới trướng một người như thế sao? Dù có là TX hay là, là Hoàng Thái tử Ti Cay đi chẳng nữa, thì đó cũng là chuyện từ xưa rồi mà. Em cứ như vậy vì anh rất lo lắng cho em đấy. Nếu em muốn thì anh có thể hỗ trợ em về mặt pháp lý. Không, không cần đâu anh, chuyện của em cũng đâu có tệ đến mức đó. Mà em nói ra như này không phải vì để anh bớt lo lắng đâu, em xin lỗi anh. Lòng tốt của mình bị khước từ, nhưng anh Hyun Seong vẫn không muốn cô càng lúc càng lúng sâu vào chuyện này. Anh không thể hiểu được em nữa rồi, Min Kyung à. Lúc đầu anh định sẽ không nói những lời này đâu, nhưng em nên nhớ, T.X. không phải là một người tốt. Cả việc resort lần này cũng vậy. Dù đây là công việc của chúng ta nhưng thời gian qua phó chủ tịch t u Dừng lại đi anh. Hả? À, cái gì? Anh hãy dừng lại đi. Giám đốc là một người rất đáng thương, hơn là đáng trách đó. Hơn ai hết, cô biết giám đốc của mình ai, là người như thế nào. Vì đó là những điều người giám đốc có đã che giấu bấy lâu nay và cô sẽ dốc hết sức mình để hỗ trợ anh dù có thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn đã theo dõi phần 2 của bộ truyện tình yêu của Iselbi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút like và nhấn subscribe cho kênh Mê truyện Review để mình có thêm nhiều động lực để ra video và nhanh chóng có được 20.000 subscribe nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.